Quyển 14, chương 281 Cả đêm triền miên, Lăng Thiếu Nghị đòi hỏi vô độ, mà Dung Thi âm thì mệt mỏi ngã vào trong lòng ngực của anh, mặc cho anh hôn lên vần trán lắm tắm mồ hôi của mình. Ánh mặt trời dịu dàng xuyên qua màn cửa sổ chiếu vào trong phòng ấm áp, dường như đã đến giữa trưa. Một đôi mắt đen chiếu lên gò má đang ngủ say của Dung Thi âm, giờ phút này cô yên lặng dịu dàng tự như thiên sứ, đôi con ngươi xinh đẹp đóng chặt lại, lông mi dài tinh tế nhẹ nhàng run rẩy theo hô hấp của cô đáng yêu giống như cánh bướm khóe môi lăng thiếu nghị nâng lên nụ cười đã lâu ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve cô gái trong ngực cô gái này đến tột cùng có ma lực gì thế nhưng lại làm cho mình một lần nữa mất khống chế anh không hối hận hành động hôm qua của mình mặc dù trong nháy mắt khi anh tiến vào mới biết dung thi âm còn là xử nữ nội tâm đau lòng trong nháy mắt bị kích tình thế chỗ cô giống như một quả bom nguyên tử có uy lực kinh người trong cơ thể anh dâng lên từng đợt sóng to gió lớn. Cô không phải một người phụ nữ phong tình vạn chủng, hơn nữa không lưu loát mà còn có chút vụng về, nhưng chính cô đã trộm đi trái tim anh, anh không có cách nào xem như chuyện tối qua chỉ là tình một đêm. Chuyện tình tối qua, cô ngây ngô hôn, đầu ngón tay hơi lạnh lẽo của cô, lúc cô thẹn thùng từ mặt nhỏ đến gáy đều đỏ bừng, đáy mắt cô sáng chói như vì sao. Tất cả đều làm anh mê muội. Nhưng mà, một cô gái như thế, phong nhã hào hoa, có thể tiếp nhận anh như vậy sao? Quan trọng nhất là, cô có thể tiếp nhận con trai của anh sao? Suy nghĩ đột nhiên bị đập tan, trong nháy mắt tâm loạn như ma. Động tác khẽ vuốt khuôn mặt cô cũng không khỏi dừng lại. Như cảm nhận được hơi thở ấm áp trên mặt, dùng thi âm chậm rãi chuyển hướng, cô tưng một tiếng, mắt đẹp mang theo một tia mê ly chậm rãi mở ra. Tưng, đầu đau quá, giống như bị cây búa đập qua vậy cô đưa tay nhỏ bé lên định vuốt ve ngay sau đó liền bị ngón tay thon dài nam tính thay thế a à. dung thi âm kêu khẽ một tiếng lập tức xoay lại thân thể nhưng mà trong nháy mắt lại truyền đến cơn đau nhức khổng lồ làm cô không khỏi một lần nữa thở gấp ra tiếng nước mắt tràn ra rất đau phải không Lăng thiếu nghị đau lòng anh vội và kéo thân thể cô qua nhẹ nhàng an ủi cô a à, a à nghị Dung thi âm hơi ngửa đầu nhìn vào con người đen lấy mà phức tạp của lăng thiếu nghị, nhất thời trái tim rung lên, khi cô trông thấy toàn thân hai người không một mảnh vải thì đầu óc cô khiếp sợ và kích động thật lớn. Làm sao vậy? Đã xảy ra chuyện gì? Làm thế nào cô và An Nghị lại nằm trên một giường? Quan trọng hơn là, cô nhìn thấy trên mặt lăng thiếu nghị lộ ra một tia nhu tình, nhu tình này là... Là vì mình sao? Cánh tay lăng thiếu nghị vương dài ra, một lần nữa ông cô vào trong ngực, mặc dù biết rõ mình không thể yêu một cách ích kỷ như thế, nhưng đáy lòng vẫn không khống chế được ngọn lửa tình kia. Âm âm, tối hôm qua là anh yêu em. Anh thấp giọng nói, hơi thở phả vào môi cô, trực tiếp lộ ra vẻ bá đạo cùng đoạt lấy của đàn ông đối với phụ nữ. Đột nhiên dung thi âm trừng lớn cặp mắt, cô che lại môi, sững sợ tại chỗ. Đại não nhanh chóng hoạt động, một màn tối hôm qua từng chút từng chút hiện lên trong đầu cô. Cô nhớ mình uống hết ly rượu đỏ, nhớ rõ mình nhìn thấy An Nghị, dường như có một loại hương vị lãng mạn. Anh cùng cô điên cùng triền miên, có một sức dụ hoặc vô cùng câu tâm. Anh nhiệt tình hôn, bàn tay nằm tính của anh lướt qua da thịt trung rẩy của cô, lúc anh tiến vào cô cảm thấy vô cùng rung động và thỏa mãn. Anh lấp đầy cô, làm cô dễ chịu, mà cô cũng thật sâu có được anh. Cô còn nhớ rõ, tối hôm qua, hai mắt ánh sáng chói lọi so với vì sao trên trời càng thêm lóe sáng nghĩ đến đây khuôn mặt nhỏ nhắn của dung thi âm đột nhiên dâng lên hai rặng mây đỏ bỗng nhiên cô kéo chăn qua che cả người mình trong chăn giống như con đà điểu đang giấu mình đi trời ạ à, ngày hôm qua mình làm sao vậy mà cô cùng a nghị thực sự cô cảm thấy cả thân thể mình đều bị thiêu đốt mắc cỡ chết đi được cô cho dù chăm chạp hơn nữa thì cũng hiểu được ý tứ trong lời nói của a nghị mà cơ thể như muốn rời ra của mình cũng hoàn toàn chứng thực điều này. Nhìn hành động như trẻ con của cô, một góc sâu nhất trong cơ thể lăng thiếu nghị như đang từ từ hòa tan, môi anh nhếch lên nụ cười nhàn nhạt, bàn tay khẽ vuốt đầu dung thi âm. Âm âm, buồn bực nữa sẽ sinh bệnh đấy. Cô đúng là cô bé hay xấu hổ. Buồn chết cũng tốt hơn mắc cỡ chết. Phía dưới chăn truyền đến âm thành rầu rĩ của dung thi âm, bàn tay nhỏ bé của cô cũng gắt gao kéo lấy chăn. Em không phải muốn biết tối qua đã xảy ra hết thảy chuyện gì sao?" Lăng Thiếu Nghị bộ dáng nhẫn nại, dự nhiên người lên đầu giường, nhìn người đang bao kín mình giống như cái bánh chưng, buồn cười hỏi. "Không muốn biết." Giờ phút này Dung Thi Âm muốn tìm cái lỗ mà chui vào, cô cũng không dám lại đối mặt với Lăng Thiếu Nghị, càng không dám nhìn đôi con người tràn đầy sức quyến rũ của anh. "Hả?" Giữa hai đầu lông mày Lăng Thiếu Nghị hiện lên tia hứng thú, ngay sau đó anh lại hỏi một câu cửa hàng bánh ngọt của ba em cũng không quản. Mặc kệ, à, không phải. Quả nhiên, sau khi Dung Thi âm nghe được câu này, lập tức từ trong chăn chui ra, quản, dĩ nhiên quản. Nói tới chỗ này, cô tự như nghĩ tới điều gì, sắc mặt kinh hãi. Hỏng bét, lôi tu hành người kia nhất định đã đến thu cửa hàng rồi. A nghĩ phải làm sao bây giờ? Bàn tay nhỏ bé của cô cầm thật chặt cánh tay anh, trong mắt khó có thể che giấu được vẻ lo lắng chỗ cứng trắng nhất trong lòng lăng thiếu nghị bị dáng vẻ của cô dần dần hòa tan anh nâng bàn tay lên khẽ vuốt ve gương mặt cô sau đó chuyển đến xương quai xanh khêu gợi trên người cô yên tâm lôi tu hành sẽ không động đến cửa hàng bánh ngọt nữa âm thanh của anh trầm thấp đúng chất tự tin vốn có của lăng gia tại sao dung thi âm vẫn còn ngây ngốc hỏi trong mắt lăng thiếu nghị mang theo một nụ cười nói bởi vì anh đã thu thập được 10 triệu đài tệ và giao cho hắn ngày hôm qua a à, khuôn mặt nhỏ nhắn của dung thi âm chỉ có dùng từ khiếp sợ để hình dung a nghị anh thật sự có được 10 triệu đài tệ số tiền đó đều là do anh thắng được ở ma cao nghe nói sòng bạc chính là chỗ chiếm đoạt tiền của người ta làm thế nào a nghị lại lợi hại như vậy nói thắng tiền liền thắng tiền đây lan thiếu nghị gật đầu một cái nếu muốn thắng tiền ở sòng bạc rất dễ dàng chỉ cần khí thế đủ cứng tự nhiên vận số sẽ nương theo chỉ là anh không khó để biết được hành động thắng tiền không ngừng của mình nhất định sẽ thu hút sự chú ý của sòng bạc, nói không chừng họ đang thừa cơ để điều tra thân phận của mình. Nhưng, A nghĩ, anh có gặp phiền toái không? Trên mặt Dung Thi âm lo lắng cực kỳ, trong mắt cũng thể hiện sự quan tâm đối với anh. Tại sao em hỏi như thế? Bàn tay lăng thiếu nghị khẽ vuốt đầu vai của cô, ngón tay ấm áp tham lam cảm thụ da thịt mát lạnh của cô cùng cảm giác mềm mại như tơ lụa. Bởi vì trên tivi cũng có chiếu mà, Người thắng tiền luôn bị sòng bạc truy đánh, cuối cùng cũng mất mạng luôn. Tất cả sự chú ý của Dung Thi Âm lúc này đều dồn vào an nguy của Lăng Thiếu Nghị, cô đơn thuần cũng không biết lúc này mình trông thật xinh đẹp, trong mắt Lăng Thiếu Nghị hoàn toàn là vẻ chấn động. "Âm âm, em đang quan tâm anh." Lăng Thiếu Nghị cảm thấy ấm áp trong lòng, con tim của anh nguội lạnh lâu như vậy, hình như đang chờ đợi sự ấm áp ngay lúc này để làm nó tan chảy. Dung thi âm không khó cảm thấy được đôi mắt lăng thiếu nghị phát ra ánh sáng rạng rỡ nóng bỏng, khuôn mặt nhỏ nhắn thanh tú của cô trở nên khẽ đỏ ửng. cô càng thêm không dám nhìn tới ánh mắt của anh, chỉ là nhẹ nhàng hạ xuống, sau đó, thì thầm nói. Em, em đã là người của anh rồi. Quan tâm anh cũng là chuyện đương nhiên. Thật ra thì, cô như muốn nói cho An Nghị biết, mình trước kia sớm đã lặng lẽ thích anh, chỉ là vì phái nữ vốn e thẹn, cô không dám thổ lộ tình cảm của mình với anh, nhưng mà chính hành động hôm nay có thể nào sẽ khiến an nghị cho mình là loại con gái tùy tiện không thật sâu trong trái tim cô đã bị chấn động âm âm dù sao cũng là đóng phim làm sao có thể giống như ngoài đời được một lát sau anh mới mở miệng thì thầm nói nhìn về phía ánh mắt của cô lộ ra vẻ phức tạp cùng chân tình sau khi dung thi âm nghe an nghị nói như vậy vội vàng ngẩng đầu lên nhưng thấy đáy mắt anh bắn ra ánh sáng cực kỳ nóng bỏng nhìn mình thì cô vội và cúi đầu sau một lát, cô nhận thấy thân thể mình đang trần truồng. A. À. Dung Thi Âm kinh hải thở gấp một tiếng, ngay sau đó bàn tay nhỏ bé liền kéo chăn lên, nhưng liền bị Lăng Thiếu Nghị ngăn cản. A à nghị! Cô có chút lo lắng kêu tên của anh, cô không hiểu tại sao trong ánh mắt của anh có gì đó thật khác, thật thâm thúy, đồng thời cũng tràn đầy một loại hơi thở nguy hiểm. Âm âm, anh đến gần cô, không kiềm chế được cúi người xuống tỉ mỉ hôn lên môi, má của cô thích trở thành người của anh sao? Âm thanh thật thấp thì thầm như một thứ đầu độc trí mạng, lập thể ngũ quan tuấn mỹ như tượng tạc, làm người ta phải động lòng. Em! Dung thi âm nghe được âm thanh đang cuồng loạn trong tim mình, cô quá khẩn trương, hơn nữa hơi thở trên người A Nghị, làm cô càng thêm không biết làm sao. Lăng thiếu nghị nhẹ nhàng đặt tay vào cầm của cô, nâng nhẹ khuôn mặt nhỏ nhắn xinh đẹp lên, hơi thở ấm áp quét nhẹ trên vần trán cô, làm cô không thể không nhìn ánh mắt của anh không có rượu, trong không khí lại thoảng hương thơm tinh khiết làm say lòng người, dùng thi âm không thể kháng cự nổi sự mê hoặc này, bị lạc khi anh lạnh nhạt phát ra hình dáng tuyệt mỹ. Cô chưa bao giờ biết một người đàn ông có thể anh tuấn mà tuyệt mỹ đến thế, anh cực lạnh ở bên trong, bên ngoài lại phát ra ngọn lửa mãnh liệt, giống như là muốn đem người ta đốt cháy đến không còn gì, người đàn ông giống như hàng băng lại có ngọn lửa đối ngược, không thể chạm vào, nhưng lại mê hoặc chết người, làm cô động lòng không dứt khuôn mặt nhỏ nhắn của cô gật đầu một cái, ngay sau đó, môi của cô liền bị lăng thiếu nghị bắt được. Dung thi âm bị anh hôn thở gấp liên tục, trong lúc mơ mơ màng màng, cô nhìn thấy đáy mắt anh bắn ra thứ ánh sáng dũng mãnh, ánh mắt đen thâm thẳm của người đàn ông kia, vừa tà mị vừa nguy hiểm, hấp dẫn dụ dỗ làm hết thảy cơ thể cô cùng giả, cô biết mình không còn có đường lui. Ngọn lửa trong đáy mắt lăng thiếu nghị di chuyển đến ngực của cô, bụng, giữa hai chân, anh càng rỡ hôn trọn cả cơ thể đánh thức bản năng đàn bà trong cô làm cô ấm áp đến từng tế bào khi lưỡi của anh đi qua dung thi âm nếm được vị ngọt ngào khó nói nên lời mặt đỏ bừng cô không dám mở mắt ra cô cảm thấy môi của anh thật là nóng và rất ấm nụ hôn của anh liên tục như mưa rơi từng đợt từng đợt như luồng điện tê dại toàn thân cô mờ mịt giống như đang ở trên mây dung thi âm kìm lòng không được đáp lại anh học anh cách thức như anh hôn cô cả thân thể hoàn toàn nhập vào ông ấp cả người anh. Cô cảm thấy thật thỏa mãn. Cô khát khao nụ hôn của anh, khát khao hướng về anh, cô không muốn xa rời hơi thở của anh. Cô đáp lại làm lăng thiếu nghị điên cuồng, anh thô trống một tiếng, đè cô ở trên giường, bàn tay hoàn toàn nắm lấy thân hình cuồng giả của cô. Một thứ ngâm đen chiếm cứ một thứ trắng muốt, anh thật sâu tiến vào trong cơ thể cô, điên cuồng mà tiến lên, lại tiến lên. Giờ phút này, lửa tình hừng hực thiêu đốt, Thời gian lúc vui vẻ dường như luôn trôi qua rất nhanh. Mấy ngày này, Dung Thi âm tự như một con chim nhỏ tràn đầy vui sướng. Mỗi ngày đi làm từ trong đáy lòng luôn tản mát ra niềm vui khiến cô mỉm cười. Có lúc còn lẳng lặng ngẩn người, sau đó sẽ là cười khúc khích. Cô chưa từng nghĩ tới người trong mơ mình thầm mến sẽ trở thành sự thật. Mặc dù sau đó cô mới biết ngày đó lôi tu hành đã làm gì đối với cô, nhưng cô thật sự cảm ơn An Nghị có thể cứu mình ra. Cô chưa bao giờ hối hận về hành động của mình ngày đó có thể được an nghị yêu là điều cô thiết tha mơ ước trong đầu dung thi âm lại vang lên câu nói đó của lăng thiếu nghị âm âm thích trở thành người của anh sao nghĩ tới đây khuôn mặt nhỏ nhắn của cô mắt cỡ đỏ lên cô không biết mình tại sao lại mê an nghị đến như vậy giống như đem toàn bộ cả bản thân ra đều cho anh mặc dù anh chỉ là một người lao động chân tay bình thường nhưng cô không quan tâm chỉ cần anh có thể đem toàn bộ thân mình ra để yêu cô chỉ là ánh mắt dung thi âm từ từ trở nên ảm đạm không biết vì sao cô cảm thấy có lúc a nghị hình như đang giấu giếm mình điều gì anh chưa bao giờ ở trước mặt cô đề cập tới gia đình của mình bối cảnh bằng hữu chuyện này luôn luôn làm cô cảm thấy kỳ quái con người hiển nhiên là loại động vật quần cư cho dù độc lập thế nào đi nữa giữa người với người sẽ có hàng ngàn mối liên hệ vậy mà a nghị giống như là binh tướng nhà trời không ai biết tới mà cũng không cần biết tới ai có mấy lần Dung Thi âm muốn lấy hết dũng khí đi hỏi, nhất là khi cô thấy lúc An Nghị đang trầm tư, loại ánh mắt thâm thúy đó cùng lông mày rầm tự như sư tử lây trời hạ mây xuống, khi giơ tay nhất chân tản ra khí chất quý tộc bẩm sinh. Tất cả những điều này làm cô luôn cảm thấy anh không đơn giản như vậy, nhưng cô không biết nên hỏi như thế nào, cũng sợ sự hiếu kỳ của mình sẽ phá vỡ mọi điều tốt đẹp. 2. Dung Thi âm ngồi ở trước bàn làm việc chống cầm, vô ý thức than nhẹ một tiếng. Này, âm âm. Một tràng âm thanh ngọt ngào vang lên, ngay sau đó, bả vai Dung Thi Âm bị vỗ một cái. A. À, Dung Thi Âm bị sợ đến nhất thời mặt mày biến sắc khi cô phát hiện là tiểu y tá cùng phòng làm việc thì không khỏi nũng nịu một tiếng nói. Này, cô đột nhiên chụp người ta, sẽ dọa người ta chết khiếp. Tiểu y tá bưng miệng cười nói, làm ơn, tôi chính là trước mặt cô đi tới đi lui thật lâu, chẳng lẽ tôi thật sự nhỏ nhắn đến mức cô không nhìn thấy. Này, cô ở đây dẫu cật tôi. sau khi dung thi âm bất mãn thì thầm một tiếng, liền nhìn đồng hồ trên tường, thấy sắp tới giờ tan tầm, cô vội và đứng dậy, chuẩn bị thu thập một chút. tiểu y tá là y tá trực tối nay, cho nên cô không nôn về nhà, ngược lại có chút hăng hái nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn ửng đỏ của dung thi âm nói. này, âm âm, cô gần đây rất khả nghi đó. sau khi dung thi âm nghe xong, lườm cô một cái rồi nói, khả nghi cái gì? Tôi thấy cô mới là người khả nghi, nói chuyện luôn khiến người ta không hiểu. Cô mới là kẻ xấu, là người mấy ngày nay luôn mất hồn mất vía, không có việc gì thì lại sững sờ, còn cười khúc khích, tôi xem. Tiểu y tá lập tức đem mặt ghé vào trước mặt của Dung Thi Âm. "Cô, cô nhìn cái gì?" Dung Thi Âm bị cô nhìn vẻ mặt càng thêm mất tự nhiên, vội vàng lùi lại một bước nói. Tiểu y tá sáng tỏ cười một tiếng nói, "À, tôi biết rồi, cô đang yêu, phải không?" Một câu nói khiến tay đang cầm quần áo của Dung Thi Âm đột nhiên buông lỏng, quần áo lập tức rơi trên mặt đất. "Ha ha, bị tôi nói trúng rồi, tiểu y tá nhìn bộ dáng của cô, cười đắc ý nói. Dung Thi Âm lập tức kịp phản ứng, sau đó cô vội vã ngồi xổm người xuống nhặt quần áo lên, khuôn mặt nhỏ ửng đỏ nói. "Thật là không biết cô ở đây nói những gì." Nói xong, liền đi vào phòng thay quần áo để thay đồ. "Win, tiểu y tá có vẻ còn chưa từ bỏ ý định." cô gõ cửa phòng thay quần áo hỏi âm âm cô tiết lộ chút đi người đàn ông đó là ai bề ngoài trông thế nào có đẹp trai hay không gia cảnh như thế nào làm nghề gì không có người đàn ông nào chứ cô đừng có mà đoán mò không để ý tới cô âm thanh dịu dàng của dung thi âm vang lên vẻ lúng túng từ trong phòng thay đồ truyền ra nói một chút nha tôi cũng rất ngạc nhiên nói tôi đoán mò ư Tiểu y tá vẫn gõ cửa cho đến khi Dung Thi âm thay xong quần áo đi ra, vẫn còn lãm nhảm không ngừng hỏi. Dung Thi âm nhẹ nhàng cười một tiếng, sau đó đeo túi sách rồi nói. Cô nha, ông lòng hiếu kỳ của cô ở chỗ này trực đi, về phần người đàn ông kia bề ngoại trông thế nào cô có thể dùng thời gian một đêm từ từ suy nghĩ nha. Nói xong, liền cười trộm một hồi. Âm âm, cô thật là không có suy nghĩ, tôi đã nghiêm túc hỏi cô rồi, có bạn trai cũng không nói cho tôi biết. Hư, tiểu y tá lôi kéo ống tay áo dung thi âm, cố ý cãi giận nói Cô thật đúng là Dung thi âm vẫn chưa nói hết lời, liền nghe được âm thanh của một người đàn ông ngay sau lưng mình Âm âm có bạn trai Tiểu y tá lập tức buông ống tay áo dung thi âm ra, cung kính nói, tề viện trưởng Dung thi âm cũng lập tức quay đầu lại nói, tề viện trưởng Trời ạ, à, thật là xấu hổ, lời nói mới vừa rồi nhất định bị viện trưởng nghe được ngại chết đi được. Tề Bồi Diên nhìn Dung Thi Âm, sau đó gật đầu một cái với tiểu y tá nói. Cô đi làm việc trước đi, tôi có chút chuyện muốn nói cùng âm âm. Dạ, tiểu y tá le lưỡi một cái, lập tức chạy ra. Trong phòng làm việc chỉ còn có hai người Tề Bồi Diên và Dung Thi Âm, cô vội vã đem túi sách đặt lên bàn, nói. Mời anh ngồi. Tề Bồi Diên cười cười, ngồi xuống, sau đó nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn của Dung Thi âm đến mê mẩn trong chốc lát. Dung Thi âm rất nhạy cảm, cô cảm thấy có hai đạo ánh mắt nóng bỏng nhìn về phía mình, sắc mặt cô có chút không tự nhiên nói. Tề viện trưởng, anh tìm tôi, có chuyện gì vậy? Giọng nói của cô kéo lực chú ý của tề bồi diên về, anh ta vội vã che giấu, cười một tiếng nói. À, là như vậy, ban đầu tôi đã từng nói muốn để em trở thành trợ lý của tôi, không biết ý tứ của em như thế nào dung thi âm sững sờ một chút sau đó nhớ lại mới phát hiện ra mình đã sớm quên mất chuyện này rồi tôi tôi cô ấp a à, ấp úng không biết nên nói cái gì nói thật lại sợ viện trưởng không vui nhưng mà muốn cô lập tức đồng ý cô cũng không làm được hơn nữa cô nhớ lúc ấy thái độ của a nghị rất rõ ràng chính là không cho phép cô đồng ý tề bồi diên vừa thấy cô như vậy trong lòng cũng hiểu bảy tám phần anh ta mỉm cười nhẹ giọng nói âm âm, thật ra thì tôi rất coi trọng năng lực của em, hơn nữa, em còn trẻ như vậy, nên tiếp nhận thêm một số chuyện mới mẻ, phải rèn luyện nhiều một chút mới tốt. Tề viện trưởng, tôi nghĩ tôi còn chưa chuẩn bị tâm lý chuyển từ y tá sang làm trợ lý, tôi. Em sợ bạn trai tức giận sao? Tề bồi duyên đột nhiên hỏi một câu như vậy. Dung thi âm chật ngẩng đầu nhìn tề bồi duyên, ánh mắt ngẩn ra. À, âm âm, thật xin lỗi, tôi hỏi câu này có chút đường đột rồi, chỉ là vừa rồi vô tình nghe được hai người nói chuyện, cho nên ngượng ngùng. Tề Bồi Diên cũng biết mình có chút đường đột, mặc dù lúc nghe được câu này, trong lòng không có tư vị gì, nhưng nói không chừng chỉ là câu nói đùa. Dung Thi âm hạ mắt, lông mi dài khẽ rung, chỉ thấy bên môi cô nở ra nụ cười mỉm, nhẹ giọng nói. Tôi, tôi cũng không biết bây giờ anh ấy có đồng ý hay không, nhưng chuyện này hoàn toàn do tôi quyết định, tôi nghĩ, bất kể tôi đồng ý hay không đồng ý anh ấy cũng đều ủng hộ tôi bên môi cô nở nụ cười hạnh phúc ở trong mắt tề bồi diên lại làm anh ta kinh hãi cái gì âm âm thật sự có bạn trai làm sao có thể cô vẫn làm việc trong tầm mắt mình vẫn còn độc thân làm sao lại đột nhiên có bạn trai không biết tại sao trong đầu tề bồi diên thoáng qua bóng dáng của lăng thiếu nghị có phải là người đàn ông kia không mặc dù chỉ gặp qua một lần nhưng chỉ vẹn vẹn một lần cũng làm anh ta khó có thể quên, trên người đàn ông kia phát ra khí chất mà người bình thường không thể so sánh được. Âm âm, có phải người lần trước tôi gặp không? Tề bồi Diên phát hiện trong giọng nói của mình có chứa vẻ khẩn trương và sợ hãi, trái tim cũng theo bản năng mà đập dồn dập. Sau khi Dung Thi âm suy nghĩ một lát, phút chốc, cô gặp đầu. Oanh! Tề bồi Diên cảm thấy đại não bỗng nhiên nổ tung. Thần khinh suy nghĩ hoàn toàn trống rỗng quả nhiên là người đàn ông kia. Nếu như thật sự là anh ta, xem ra mình sẽ không có cơ hội, anh ta theo bản năng lẩm bẩn nói, vẻ mặt tràn đầy tuyệt vọng. Tề viện trưởng, anh đang nói gì vậy? Lời nói của anh ta đứt quản truyền đến lỗ tai dung thi âm, cô thấy thật kỳ quái, không hiểu nên hỏi lại. À, không có gì. Tề bồi duyên lập tức phản ứng lại, không khỏi thầm oán bản thân không biết thu liễm, thế nhưng lại nói ra tâm sự của mình ý của tôi là nếu như em thật sự cùng anh ta đang hẹn hò anh ta nhất định sẽ không để em trở thành trợ lý của tôi đâu tề bồi diên miễn cưỡng nở nụ cười giải thích vậy sao dung thi âm cũng không biết tâm tư của anh ta cô ngây thơ cười một tiếng nói tại sao anh lại nói như vậy tề bồi diên nhún vai nói nếu như em là bạn gái của tôi tôi cũng không hy vọng em cả ngày cùng người đàn ông khác ra ra vào vào đây là bản tính ghen tị và độc chiếm của đàn ông thật sao? Dung Thi âm ngạc nhiên hỏi, cô liền cẩn thận suy nghĩ một chút, sau đó gật đầu nói, ừ, tôi cảm thấy anh nói rất có lý, dáng vẻ lần trước của anh ấy thật sự rất tức giận. Nhìn dáng vẻ này của em chắc đã quyết định xong rồi. Tề bồi diên dường như nghe thấy âm thanh lệ rơi trong đáy lòng mình, tình yêu của anh chưa nói ra miệng đã chết yểu sao. Sau khi Dung Thi âm nghe thấy thế, ngượng ngùng gật đầu, chuyện An Nghị không thích, tôi tuyệt đối sẽ không làm. Ánh mắt tề bồi duyên thâm thúy nhìn cô gái xinh đẹp ngồi đối diện Nếu thật có khả năng Anh thật muốn có được cô gái hiền lành Ngay thơ này Âm âm Chẳng lẽ em không cho rằng hai người như thế là hoàn toàn không tin tưởng nhau sao Anh ta không nhịn được hỏi Viện trưởng Dung thi âm ngẩng đầu lên Con người thanh thuần chuyển động như mang theo ánh sáng Lại làm người ta có cảm giác lộng lẫy Chỉ nghe thấy cô hỏi ngược lại chẳng lẽ anh không cảm thấy trong tình yêu vốn không tồn tại sự tin tưởng sao sự không tin tưởng trong tình yêu thật ra là một loại biểu hiện của việc quá mức quan tâm thôi tôi cho là trong tình yêu chỉ có sự bao dung và nhẫn nhịn một phen nói ra làm tề bồi diên á khẩu không trả lời được anh ta không thể không nhìn cô bé này với con mắt khác vốn cho rằng cô là cô gái nhỏ không hiểu sự đời không ngờ đối với tình yêu cô lại hiểu thấu đáo và thâm thúy đến thế giật mình nửa ngày Tề bồi Diên rốt cuộc cười nói, tôi nghĩ tôi đã biết đáp án của em rồi. Nói xong, anh ta liền đứng dậy, đi ra cửa. Viện trưởng. Dung thi âm nhẹ giọng gọi một tiếng, sau khi thấy anh ta quay đầu lại, bộ mặt ấy nấy nói, thật xin lỗi. Trong mắt tề bồi Diên hiện lên một tia bi thương, sau đó nở nụ cười thản nhiên. Âm âm, em thật đáng yêu. Tôi rất ghen tị với anh ta. Nói xong, anh ta liền bước nhanh ra ngoài. Dung Thi âm giật mình trong chốc lát, ghen tị với anh ta. Là ghen tị với An Nghị sao? Cô càng thêm không hiểu. Anh ta ghen tị với An Nghị làm gì? Kỳ quái. Thôi, bỏ đi, Dung Thi âm trời sinh tính tình lạc quan, chưa bao giờ để một chuyện phiền lòng nào ảnh hưởng tới tâm tình của mình, rất nhanh liền ném nghi hoặc ra khỏi đầu, cầm túi sách lên, sôi nổi ra khỏi bệnh viện. Ánh chiều tà nhàn nhạt chiếu lên khuôn mặt đẹp tuyệt trần của cô, hai hàng lông mày tinh xảo mềm mại giống như lá liễu da thịt trắng noãn, cánh môi đỏ hồng ngọt ngào làm cho người khác không thể không quay đầu nhìn cô mấy lần a nghị cô vừa ra khỏi cửa chính bệnh viện bỗng nhìn thấy một bóng dáng anh tuấn khôi ngô đứng cách đó không xa thì vui vẻ nhảy lên a nghị cô hưng phấn dùng sức giơ cánh tay lên vẫy vẫy a nghị là cố ý tới bệnh viện đợi mình tan việc sao chỉ thấy anh đứng dưới ánh chiều tà có vẻ cực kỳ đẹp trai gương mặt tuấn tú như được chạm khắc có chút hờ hững, lại không che giấu được đôi mắt đen sáng ngời, áo sớt trắng phối hợp với quần jean, cả người nhàn hạ đưa cánh tay lên vẫy vẫy, đã sớm là hạt giữa bầy gà rồi. Khi anh nhìn thấy bóng dáng quen thuộc của Dung Thi Âm, môi mỏng khẽ dương lên, ngay sau đó, bước nhanh về phía cô. A Nghị Dung Thi Âm vui vẻ như tinh linh nhào vào ngực anh, tham lam hít lấy mùi xạ hương nhàn nhạt trên người anh. Hơi thở của anh thật sạch sẽ, hơn nữa còn làm cô cảm thấy có hương vị ấm áp. Hai tay lăng thiếu nghị sững sờ giữa không trung, một lát sau, anh mới chậm rãi ông lấy cô, cảm thụ cảm giác nguyễn ngọc trong lòng. Thật ra thì anh cũng không biết hôm nay tại sao mình lại chạy đến nơi này, suốt cả ngày, trong đầu anh đều hiện lên bóng dáng và nụ cười của Dung Thi Âm, hơn nữa lại làm lòng anh loạn lên, rốt cuộc không khống chế được mình, đi tới nơi này chờ cô tan việc. Mình thật tích kỷ, biết rõ rằng nếu Dung Thi Âm biết hết thân thế và bộ mặt thật của anh, sẽ rất khó tiếp nhận anh, nhưng anh lại không thể giữ khoảng cách với cô. Tuy có lúc anh cố gắng xa lánh để trốn tránh, nhưng cô đều nhẹ nhàng mỉm cười mà đến thăm anh, làm cho ngụy trang của anh trong nháy mắt bị đánh tan. Đúng là điên rồi. Mình muốn điên rồi. Cho tới bây giờ, anh mới giật mình nhận ra, anh còn thật sự coi cô là thế thân của kỳ hình sao? Dung thi âm và kỳ hình rõ ràng là hai người khác nhau. A Nghị. Từ trong lòng anh, Dung Thi âm ngẩn lên khuôn mặt nhỏ nhắn, nở nụ cười ấm áp lộ ra núm đồng tiền xinh đẹp, em thật sự rất vui vẻ nha. Cô đơn thuần giống như đứa trẻ. Gặp chuyện gì vui vẻ vậy? Lăng thiếu nghị buông cô ra, cầm lấy tay cô, nhẹ nhàng dắt bàn tay nhỏ bé của cô vừa đi về phía nhà vừa nói. Dung thi âm nghiêng đầu sang, mặt tràn đầy hạnh phúc nói, bởi vì anh tới đón em tan việc đấy. Lăng thiếu nghị dừng bước, Quay đầu nhìn Dung Thi Âm, ánh mắt thật sâu dừng trên người cô, một lúc sau mới thấp giọng hỏi: "Anh chỉ tới đón em tan việc, em cũng rất vui vẻ sao? Cô cứ dễ dàng thỏa mãn như vậy sao? Trong tình yêu, phụ nữ không phải đòi hỏi rất nhiều sao?" Đương nhiên, Dung Thi Âm ôm cánh tay anh, nhẹ nhàng tựa đầu trên người anh, dịu dàng nói: "Điều này đại biểu cho trong lòng anh có em nha." Nói xong, cô ngừng ngùng cười một tiếng hai gò má mịn màng của cô đỏ lên. Nhìn vẻ mặt vô tội và đơn thuần của cô, đẹp giống như hoa lê đầu cành ngày xuân, anh thu hết vào trong lòng. Âm âm. Hai bàn tay to của anh cầm lấy hai bả vai cô, than nhẹ một tiếng, ngũ quan như điều khác bỗng nhiên thoáng qua một tia đau đớn, anh nhẹ giọng hỏi. Em yêu anh sao? Dung thi âm đột nhiên ngẩng đầu, khi cô nhìn thấy cặp mắt đen sâu không thấy đáy của lăng thiếu nghị nhìn về phía mình thì trong lòng không khỏi nhộn nhạo, vì thế cô đỏ mặt gật đầu nhỏ giọng đáp yêu âm thanh rất nhẹ rất nhỏ giống như cô gái nhỏ ngượng ngùng cũng giống như đang cẩn thận sợ đánh thức các động vật nhỏ thân thể cao lớn của lăng thiếu nghị rõ ràng rung lên mặc dù dung thi âm chỉ đáp một chữ lại giống như một hòn đá ném vào cái hồ lạnh lẽo trong nội tâm anh đã bao lâu không có loại cảm giác này nhiều năm như vậy anh vẫn sống ở thanh vận mặc dù bên ngoài trò chuyện vui vẻ nhưng nội tâm bên trong lại đau khổ và tịch mịch khác thường vì trong đáy lòng đều thù hận anh đã mất đi quyền yêu và quyền được yêu cũng chưa từng được nến thử mùi vì khi yêu mặc dù sau đó an vũ ân thừa nhận cô yêu anh nhưng lăng thiếu nghị biết đó không phải là yêu mà là vì lăng phong là một loại lệ thuộc như con trai mà thôi an vũ ân xem bản thân mình như một sự nương tựa bởi vì cô ấy yêu con trai hơn tất cả mọi thứ ở trong suy nghĩ của anh an vũ ân là người không chịu nổi tịch mịch giống như ban đầu cô ấy rất yêu anh trai nhưng vì bản tính không chịu được tịch mịch nên vẫn xảy ra quan hệ với những người đàn ông khác mặc dù anh biết sau khi an vũ ân có tiểu phong không như vậy nữa vẫn duy trì hình tượng một người mẹ tốt cô cũng sẽ không cần một số đồ vật này nọ nữa nhưng cuối cùng không phải cô ấy cũng rời thanh vận đi sao nếu thật có khả năng anh thật sự muốn đem tiểu phong về bên cạnh mình đứa bé kia là toàn bộ hy vọng của anh chỉ là anh hiểu rõ nếu mình cứ mạnh mẽ làm như vậy, Tiểu Phong nhất định sẽ hận anh, bởi vì trong cuộc đời nó người mẹ càng quan trọng hơn. Dung Thi Âm đơn thuần như vậy cùng tình yêu không toan tính làm Lăng Thiếu Nghị có một cảm giác vô lực chưa từng có, cảm giác mâu thuẫn trong lòng, vừa hạnh phúc vừa khổ sở. "Âm âm, trong lòng của em, anh là một người như thế nào?" Anh khẽ rung phất qua khuôn mặt của cô, nhẹ giọng hỏi. Dung Thi Âm si mê nhìn Lăng Thiếu Nghị, gương mặt hiện lên vẻ dịu dàng thanh tú miệng giống như đang nở một nụ cười hạnh phúc ánh sáng tinh khiết của nụ cười đó chiếu vào đôi mắt lăng thiếu nghị a nghị ở trong lòng em anh là một người đàn ông đáng tin cậy hơn nữa luôn mang lại hy vọng cho người khác trong lúc họ đang tuyệt vọng sau khi lăng thiếu nghị nghe xong trong lòng nổi lên một chút ghen tuông mình thật sự có tốt như cô ấy nghĩ không từ nhỏ đến lớn mình chỉ có một mục đích báo thù mà thôi nếu cô ấy biết mình là con người như lúc trước cô ấy có thể thông dong như lúc này không thở dài một hơi sâu, Lăng Thiếu Nghị nhìn về phía Dung Thi Âm, ánh mắt có chút phức tạp, hai tay anh cầm đầu vai mảnh khảnh của cô, vẻ mặt nghiêm túc hỏi. Âm âm, nếu như em phát hiện anh không hề tốt giống như em nghĩ, thậm chí anh chính là một người cực kỳ độc ác, thì em có còn yêu anh không? Có trời mới biết, anh hỏi ra những lời này phải dùng hết khí lực như thế nào, giờ phút này, anh phát hiện mình mong đợi sự khẳng định của Dung Thi Âm đến giường nào. Dung Thi âm kinh ngạc nhìn Lăng Thiếu Nghị, cô không biết tại sao anh lại hỏi mình như vậy, càng thêm không biết ưu sầu hiện giữa đôi lông mày kia là có chuyện gì. Khi cô nhìn thấy trong mắt anh bất chợt lóe lên đau đớn thì trong lòng giống như bị roi quất đau đớn một hồi. A Nghị. Cô chậm rãi mở miệng, ngẩng đầu nhìn lên đôi mắt anh, ánh mắt trong suốt tản ra sự dũng cảm cùng kiên định. Em tin tưởng anh không phải là một người xấu, ngược lại, em cho rằng anh nguyên bản phải là một người rất ôn hòa nho nhã, chỉ là anh đem tất cả dấu bằng vẻ bề ngoài lạnh lùng an nghị mặc dù em không biết quá khứ và hoàn cảnh của anh nhưng mấy ngày nay hết thảy mọi chuyện anh làm cho gia đình em chứng tỏ anh thật sự là một người rất quan tâm đến người khác âm âm mọi việc cũng không nên chỉ xem qua vẻ bề ngoài nếu như anh nói cho em biết anh chính là một đào phạm anh giết người hại người hai tay của anh dính đầy máu tanh chẳng lẽ em còn cho anh là một người tốt trái tim lăng thiếu nghị cực kỳ đau đớn dạ Dung Thi âm kiên định hồi đáp, hai mắt cô lóe ra ánh sáng ngời ngời nói, bất kể anh trước kia là người như thế nào, em chỉ nhìn thấy anh bây giờ. Lời của cô làm trái tim Lăng Thiếu Nghị rung động thật sâu, nhưng càng làm anh cảm thấy tự trách và nôn nao, một cô gái như vậy càng khiến anh muốn buông ra ý chí để yêu, nhưng... Mình còn có khả năng này sao? Âm âm. Anh ngồi ở một bên thềm đá có chút chán chường, nhìn về phía ánh mắt của cô hiện vẻ phức tạp, dưới trời chiều chính anh lại có chút mệt mỏi, khuôn mặt anh Tuấn có một vẻ ảm đạm. A nghĩ, có phải anh muốn nói với em chuyện gì? Dung Thi Âm cũng khéo léo ngồi ở bên cạnh anh, trên mặt của cô hiện lên nụ cười thiên sứ rực rỡ, cơ hồ muốn làm đau nhói ánh mắt của Lăng Thiếu Nghị. Anh hít sâu một hơi, sau đó ra hiệu cô hướng về phía mình, từng câu từng chữ hỏi. Nếu như anh nói, anh đã có một đứa con trai, em còn có thể kiên trì như vậy ý nghĩ yêu anh sao? Cái gì? Những lời này không thể nghi ngờ là một sự đã kích cực lớn, sau khi Dung Thi âm nghe xong đột nhiên đứng dậy sợ hãi, ánh mắt hiện lên vẻ không thể tưởng tượng nổi, anh có một đứa con. Vậy nói như thế A Nghị đã kết hôn rồi sao? Nếu như anh đã kết hôn rồi, đã có gia đình, như vậy mình không phải chắc chắn là người thứ ba sao? Tại sao có thể như vậy? Dung Thi âm cảm thấy toàn thân một hồi vô lực, trong lúc nhất thời không trả lời được vấn đề của Lăng Thiếu Nghị sự chần chờ của cô lọt vào mắt lăng thiếu nghị anh cảm thấy mình lòng đang kiềm chế mãnh liệt giống như bị một bàn tay to dùng sức bóp nghẹt là anh biết cái kết quả này anh chỉ là nói cho cô một chút xíu có liên quan quá khứ của anh cô đã phản ứng thế này rồi nếu như cô hoàn toàn hiểu chuyện xưa của mình như vậy cô sẽ phản ứng như thế nào đây lăng thiếu nghị không dám tưởng tượng anh cũng không muốn đi tưởng tượng nếu như anh có thể đơn giản một chút anh nhất định sẽ nghĩ cách đem dung thi âm nắm trọn trong bàn tay mình cô dịu dàng như vậy đơn thuần như vậy lương thiện như vậy ngay cả thấy động vật nhỏ ven đường bị thương cô đều hận mình không được học bác sĩ thú y để có thể chữa trị cuộc sống của cô gái nhỏ sáng chói như vậy làm sao có thể tiếp nhận một người có nhiều khuyết điểm như anh đây sau đó anh lắc đầu cười khổ một cái đứng dậy cuối cùng không phải anh vẫn còn làm tổn thương cô sao cơ hồ là yên yên lặng lặng hai người một trước một sau đi thẳng hướng về nhà gương mặt lăng thiếu nghị cực kỳ bi thảm phía sau gương mặt dung thi âm lại mang vẻ sầu thê lương giờ phút này trong lòng dung thi âm cực kỳ đau đớn cô thật sự không biết mình nên tiếp nhận chuyện lăng thiếu nghị có vợ con như thế nào đúng vậy anh là một người đàn ông ưu tú như thế làm sao có thể còn độc thân đến bây giờ đây trong mắt anh cô cũng chỉ là một cô gái qua đường mà thôi cô xem qua rất nhiều sách kết cục của người thứ ba thường đều là rất bi thương đang rơi vào trong trầm tư dung thi âm không nhìn thấy bức thịt tường ngăn ở trước mặt mình sau đó đầu cô đụng vào một phát, mới phát hiện chẳng biết lúc nào Lăng Thiếu Nghị đã dừng bước, cô vừa muốn mở miệng nói chuyện, liền phát hiện tinh lực anh hình như hoàn toàn bị một phần của tờ báo lôi kéo. Dung Thi Âm cũng dọc theo ánh mắt nhìn của anh, chỉ thấy một phần tờ báo thương mại, trong đó một mảng dễ thấy nhất, cũng chính là tiếp phía trên trang đầu viết, chi nhánh tài phiệt Lăng Thiếu ở Đài Loan cố ý cùng tranh chén cơm với công ty sản nghiệp nhỏ. Sau khi cô xem xong, trên mặt lộ ra vẻ nghi hoặc, không phải là vì cái gì lăng thiếu tài phiệt, cô thì ngược lại cảm thấy vẻ mặt lăng thiếu nghị có cái gì đó không đúng. Khi anh thấy phần này của tờ báo, hô hấp cũng trở nên gấp rút. sau đó, anh liền mua tờ báo này. Dung thi âm nhìn lần này có thể là đủ rồi. Ban đêm có chút hơi lạnh, dù sao đến hồng dịp vào thời điểm này, lúc này, im lặng cực kỳ, cả nhà mọi người đều đã đi ngủ, chỉ có lăng thiếu nghị không cách nào ngủ yên, anh ngồi ở sofa phòng khách, không mở đèn mượn ánh trăng ngoài cửa sổ nhìn tờ báo trong tay đây là tờ báo thương mại mới nhất hôm nay trang đầu đột nhiên viết chi nhánh tài phiệt lăng thiếu ở đài loan cố ý cùng tranh chén cơm với công ty sản nghiệp nhỏ nhìn đến đây lông mi lăng thiếu nghị khẽ nhíu lên anh từng nhìn kỹ bản bài báo này thì ra là gần đây chính phủ đài loan đang muốn công khai bán đấu giá một khối đất xây dựng công trình thuộc về lĩnh vực khai phá đất mặc dù lợi nhuận mang lại trong tương lai rất khả quan quy trình bán đấu giá lại rất đơn giản chỉ cần người nào trả giá cao là được. Bởi vì đất xây dựng công trình luôn luôn là sản nghiệp quan trọng đối với tài phiệt Lăng thị, cho nên đối với đấu thầu đất, Lăng thị luôn luôn có một đội ngũ chuyên nghiệp đi thi hành và hoạch định, bất kể là ở nơi nào trên thế giới, chỉ cần Lăng thị muốn là chắc chắn sẽ giành thắng lợi, hơn nữa trước sau như một tiền tài vật chất cũng làm cho đông đảo đối thủ cạnh tranh chùng bước. Nhưng là Lăng thiếu nghị đưa mắt chăm chú vào một cái tên công ty ở trên. Công ty địa ốc Thốt trong đầu anh nhanh chóng lọc ra tên công ty này thật ra thì điểm này cũng không khó có thể cùng lăng thị đi cạnh tranh các mục tiêu lớn trên thế giới thì chỉ có lè que vài công ty thôi chỉ cần nhìn qua thôi anh nhất định cũng sẽ không quên nhưng cái công ty địa ốc thốt này thì một chút ấn tượng với anh cũng không có nhìn công ty này có vẻ là một công ty nhỏ nhưng vì sao nó thậm chí lại có can đảm cùng lăng thị đoạt mối làm ăn đây chẳng lẽ là nghe con không sợ cọc còn là bối cảnh thật ra thì rất hùng hậu hay sao điểm này cũng không biết, tóm lại kể từ sau khi thấy bài báo này, Lăng Thiếu Nghị cảm giác có chút gì đó không đúng, nhưng cụ thể là là lạ ở chỗ nào, anh cũng không nói lên được. Chính thời điểm anh đang khổ sở suy nghĩ, đèn của phòng khách lập tức sáng, ngay sau đó, anh liền nghe được một tiếng thở gấp kinh hãi. Ai, A Nghị, thì ra là anh à, làm tôi hoảng sợ, sao lại không mở đèn vậy? Người đang bị sợ hãi chính là chị của Dung Thi Âm, Dung Thi Tinh, khi cô thấy An Nghị mặt nặng nề ngồi ở ghế sofa thì chưa hoàn hồn cô liền đi tới. Anh đang có vấn đề sao? Bờ môi cô nở nụ cười mị hoặc hỏi. Lan Thiếu Nghị rất dễ nhận thấy nụ cười của cô mị hoặc nhưng anh không có hứng thú. Anh từ tốn nói, tôi luôn luôn có thói quen ngủ trễ. Thật sao? Cho Thi Tinh nhẹ nhàng ngồi ở bên cạnh anh, nhìn hé trong áo sơ mi lộ ra bắp thịt to lớn của anh, tâm thần không khỏi có chút nhộn nhạo. Cô nhìn thấy người đàn ông này lần đầu tiên rất có cảm tình, nhưng anh trầm mặt ít nói làm cô có chút bị nhục. Tôi thật là số chịu khổ mà, ngày mai là ngày nghỉ mà giờ đã khuya tôi còn phải thức suốt đêm, thật là khổ cực. Cô vừa nói, vừa thử dò xét gần sát thân thể anh, tham lam hít hơi thở phái nam trên người của anh. Hôm nay cô thật vất vả về đến nhà, ai biết lại bị một đống hạng một phương án lớn làm cho đau đầu nhức ốc, làm hại cô vẫn bận đến bây giờ. Những lời này của cho thi tinh lập tức nhắc nhở Lăng Thiếu Nghị, khi ngón tay dài nhọn của cô nhẹ nhàng chống đỡ trên lồng ngực của anh thì bàn tay to lớn của anh vô một cái nắm chặt cổ tay của cô. A Nghị, không cần dữ dội như vậy nha, người ta chỉ là. Tôi thiếu chút nữa đã quên cô là người làm việc cho Lăng Thị. Lăng Thiếu Nghị đột nhiên xuất hiện một câu nói, trong mắt đen tĩnh mịch lóe ra một tia sáng ám muội. Cho thi tinh bị những lời nói này của anh nghe không hiểu, ngay sau đó cô cười cười nói. Đúng vậy, tôi làm việc ở Lăng Thị chẳng phải ngay trong ngày đầu tiên anh tới đây đã biết sao? Anh thật là đáng ghét. Nói xong, cô lấy thân thể dò ý trước, cố ý đưa môi đến gần bên tai của anh, cúi đầu làm nũng nói. Lăng thiếu nghị nhíu mày lại, giữa hai lông mày khí dữ dội làm dung thi tinh thất kinh hạ xuống, ngay sau đó cô có chút sợ hướng về sau rụt thoáng thân thể một phát. Sau đó hắn giọng một cái nhỏ giọng nói ra Có chuyện gì sao? Nghe âm âm nói Trước mắt cô đang làm ở hạng mục bất động sản anh nhỏ giọng hỏi, nếu như cô thật sự phụ trách khối bất động sản, sẽ phải ít nhiều biết những chuyện có liên quan đến bài báo hôm nay. Hừ, âm âm. Làm sao thân thiết như vậy? Dung Thi tinh ghen tuông nhìn Lăng Thiếu Nghị nói, nhìn anh và em gái tôi có vẻ rất thân thiết. Tất cả chuyện này cô đều nhớ kỹ trong lòng. Nhà đầu âm âm đáng chết, bình thường âm thầm lặng lẽ, không ngờ lại ngầm sử dụng chiêu trò, thừa dịp cô ở Đài Bắc không ngừng đến gần An Nghị thật là tức chết nó. Quan hệ giữa tôi và em gái cô và vấn đề vừa mới hỏi không liên quan, cô chỉ cần trả lời tôi hoặc không trả lời cũng được. Lăng thiếu nghị tự người vào ghế sofa, nhìn Dung Thi Tinh nói. Tại sao tôi phải nói cho anh biết, anh đâu có quan tâm tôi. Cô muốn đùa giỡn một chút, nhưng ngay sau đó thấy cặp mắt Lăng thiếu nghị trở nên kinh người, sắc mặt cũng hơi đổi, không tình nguyện đáp một câu. Anh đã biết tôi làm ở hạng mục bất động sản, còn hỏi làm gì? Sau khi Lăng Thiếu Nghị nghe xong, đem tờ báo cầm trong tay đưa cho cô, sau đó hỏi: "Về tin tức này là chuyện gì xảy ra, nếu như cô làm ở hạng mục bất động sản, cho dù không có dính đến cũng có thể nghe được bao nhiêu về chuyện này?" Trên mặt Dung Thi Tinh hiện lên vẻ nghi ngờ, cô hết sức không hiểu hành động tối nay của An Nghị, sau khi cầm lấy tờ báo, ánh mắt quét về phía trên. Sau khi xem, chân mày cô nhẹ nhàng nhíu lại nói: "Chỉ là một bài báo mà thôi, có gì ngạc nhiên?" hơn nửa chuyện này không có thực, là truyền thông thích giật tích, chỉ sợ thiên hạ không loạn nha, rất bình thường. dáng vẻ lăng thiếu nghị ngược lại nghiêm túc hỏi Dung Thi Tinh, rốt cuộc là xảy ra chuyện gì, cô nói rõ ràng cho tôi. Anh khẩn trương và ân cần làm cho Dung Thi Tinh nghi ngờ, cô ta nghiêng đầu cười hỏi. Anh thật kỳ quái nha, chỉ là một người khuân vác mà thôi, còn quan tâm tới chuyện buôn bán làm gì. Cô coi tôi là người kỳ quái cũng được, tôi chỉ muốn tin tức hôm nay lăng thị truyền ra, trừ phi là người chỉ làm việc dưới tầng chót, căn bản là không biết chuyện gì. Lăng thiếu nghị khéo léo kích thích cô ta, anh biết rõ dung thi tinh rất sĩ diện, nói cô ta như vậy, cô ta tự nhiên sẽ phản kích. Quả nhiên, sau khi dung thi âm nghe thấy thế, sắc mặt thay đổi, hai tay vòng vào nhau, lạnh lùng nhìn lăng thiếu nghị nói. Anh thật sự là xem thường người khác, mặc dù tôi không có 10 năm hay 8 năm kinh nghiệm, nhưng tôi lại làm trong tổ chuyên cần nhất, tự nhiên chuyện này tôi sẽ biết. Vậy tôi cũng muốn nghe xem một chút. Anh gãi đúng chỗ ngứa nói. Dung thi âm chăm chọc cười một tiếng nói. Thốt chỉ là một công ty nhỏ mà thôi, cũng không biết giám đốc công ty đó nghĩ như thế nào, thế nhưng lại công khai cạnh tranh cùng lăng thị, đến lúc đó chỉ sợ nó không chịu nổi mà bị tiền bạc kết xù đè chết. Hiện giờ hạng mục này do tổ nào phụ trách? Lăng Thiếu Nghị cảm thấy công ty địa ốc thốt này không thích hợp. Dung Thi âm ngược lại không nhìn ra vẻ thâm trầm trong mắt Lăng Thiếu Nghị, cô ta vô cùng kiêu ngạo nói: "Đương nhiên là tổ quốc tế A của chúng tôi, anh phải biết là danh dự của tổ chúng tôi luôn được tích lũy bằng thành công, cho đến bây giờ cũng chưa từng thua." Nói như vậy, cô cũng phụ trách công việc đấu thầu lô đất này. Lăng Thiếu Nghị cất giọng hỏi, thật là đi rách cả giày cũng không tìm được đến khi gặp được lại chẳng tốn chút công phu. Dung Thi âm nhún vai nói. Tôi mới đến công ty không bao lâu nha, rất nhiều việc cũng không thể giao cho tôi làm được, mặc dù phụ trách hạng mục này, nhưng trước mắt chỉ có thể hoàn thiện một số phương án thôi. Sau khi Lăng Thiếu Nghị nghe xong, tinh thần liền tỉnh táo, anh đứng dậy, nhìn Dung Thi tinh nói, hiện nay phương án của hạng mục ở đâu? Trong phòng của cô. Nói xong, không đợi Dung Thi tinh trả lời, anh liền bước nhanh đến phòng của cô ta. Ai, anh? Dung Thi Tinh vừa định tiến lên ngăn cản anh, nhưng sau đó liền thay đổi chủ ý, bên môi nở nụ cười kiều mị, anh vào phòng gấp như vậy, thực sự chỉ để xem phương án thôi sao? Nghĩ tới đây, đuôi lông mày cô ta mang theo vẻ phóng đảng, cũng theo vào trong phòng của mình, ngay sau đó tiện tay đóng cửa phòng lại. Ở trong máy tính của cô sao? Lăng Thiếu Nghị hỏi. Đúng vậy, thân thể Dung Thi Tinh động vào anh, nhẹ giọng trả lời. Lăng Thiếu Nghị ngồi trên ghế, anh duỗi tay muốn chạm vào máy tính chậm đã. Dung Thi Tinh Vương Tây vừa đúng bắt được bàn tay to của anh, trong mắt mang theo ý cười nói: "Anh cũng biết đây là tài liệu cơ mật của tập đoàn Tài Phiệt Lăng thị, để cho anh xem như vậy, tôi nghĩ không tốt đâu." Lăng Thiếu Nghị nghe vậy, nhếch môi cười lạnh, không ngờ cô cũng có đạo đức nghề nghiệp như vậy. "Đây là tài liệu cơ mật, nếu như Dung Thi Tinh cho xem đơn giản như vậy, vậy anh cũng bắt đầu hoài nghi độ trung thành của cô ta đối với Lăng thị." lời của cô ta ngược lại lại nhắc nhở mình a à nghĩ, anh luôn không mở miệng nói lời dễ nghe dỗ ngọc phụ nữ dung thi âm dáng thân thể lên người anh sau đó hơi vương người ra đưa tay đóng máy tính lại cổ áo ngủ khiêu gợi gần như mở toang ra cô ta cố ý làm như vậy mục đích là làm cho bầu ngực no đủ hiện ra trước mắt anh anh là đàn ông nha là đàn ông sẽ không bỏ qua được trường hợp này anh vội vã đi vào phòng của cô mục đích không phải đã rất rõ ràng rồi sao Phương án nha, tôi không thể cho anh xem được, mặc dù tôi không biết tại sao anh lại khẩn trương với chuyện của Lăng Thị như vậy, nhưng mà... Trên mặt cô ta nở nụ cười hấp dẫn, ngón tay nhẹ nhàng lướt qua lồng ngực của anh, âm thanh dịu dàng như nước nói. Tôi có thể cho anh thứ khác. Lăng thiếu nghị nhíu mày nói, cô có thể cho tôi cái gì? Sau khi Dung Thi Tinh nghe vậy, cười cười quay người lại, ngay sau đó liền ngồi lên đùi anh, cánh tay trắng noạn giống như rắn cuốn lên cổ anh, đôi môi đỏ mọng để sát bên tai anh, đầy xuân tình nói. Tối nay, em là của anh, chẳng lẽ thân thể của em lại kém cái phương án đó sao? Nói xong, cô ta cúi đầu, tưng, một tiếng, tựa khẽ đầu vào cổ anh, con mắt ngập nước, đôi mày yêu kiều, yêu diễm câu hồn phách người, kiều mị không xương, tự nhiên xinh đẹp đến ba phần. Nhìn anh Tuấn Nhã, mày kiếm anh Tuấn, sống mũi cao, hơn nữa khí lực mạnh mẽ xuất chúng, làm cô không có cách nào hô hấp. Trên khuôn mặt tuấn tú của lăng thiếu nghị nở nụ cười khiêu gợi, sóng mắt linh động lại không có chút thay đổi, chỉ nghe thấy anh trầm thấp nói. Cô nên rõ ràng, tôi đối với cô, không có hứng thú. Nói dối, đàn ông các anh đều cùng một dạng, ngoài mặt giả bộ đường hoàng, trong xương lại rất hư đấy. Dung thi tinh giận quá hóa cười, nhẹ giọng nói. Chỉ thấy thân thể cô ta sụ lơ như hóa thành vũng nước, vùi mặt trong ngực lăng thiếu nghị, tóc quăng dài như nước nhẹ nhàng chảy xuống, rơi xuống cánh tay cường tráng của anh, bầu ngực khiêu ngực tựa trên lòng ngực anh. Cô ta chỉ mặc một chiếc áo ngủ lại không mặc áo ngực, vì vậy dưới sự ma sát của thân thể, bộ ngực kiêu ngạo đã sớm đứng thẳng rồi. Nếu như cô muốn nhanh được thăng chức và tăng tiền lương ở Lăng Thị thì liền cho tôi xem phương án. Lăng Thiếu Nghị ngồi nghiêm chỉnh, âm thanh và đôi mắt thâm thúy lạnh nhạt giống nhau, không chút nào dao động. Dung Thi âm nghe thấy Lăng Thiếu Nghị nói như vậy, vẻ mặt quyến rũ thoáng hiện tiên nghi ngờ, cô ta dừng lại động tác trên tay, lên tiếng hỏi, rốt cuộc anh là ai? thân phận của người đàn ông này làm cô ta thật tò mò. mặc dù anh luôn làm việc giúp ba ở của hàng bánh ngọt, nhưng từ lời nói và cử chỉ có thể nhìn ra anh tuyệt không phải người bình thường. đặc biệt khi anh nói những lời này càng làm cô ta thêm khó hiểu. Lan thiếu nghị hoàn toàn không có ý nói cho cô ta biết sự thật, chỉ tự tốn nói một câu. Tôi nhớ cô còn phải tăng ca làm việc nhất định là chưa có phương án giải quyết hạng mục này. Đối với phương án hạng mục này tôi có hiểu sơ một chút, nói không chừng có thể giúp cô. Dung Thi Tinh nghe xong, cảm giác thân thể mềm nhũng ra lần nữa, vẻ mặt như nước trút vào trong ngực anh, vương ngón tay dài nhỏ ra khiêu gợi vuốt yết hầu anh, quyến rũ nói. A nghị, sao anh lại quan tâm hạng mục này? Cẩn thận em hoài nghi anh là gián điệp thương mại đấy. Gián điệp thương mại? khóe miệng anh khinh thường nhếch lên chẳng muốn giải thích cái gì tôi nghĩ gián điệp thương mại chân chính là quan tâm tới hồ sơ đấu thầu lớn thôi cái phương án này hình như không có giá trị quá lớn dung thi tin hơi ngẩn ra sau đó cô ta vòng tay ông lấy hông anh không sai anh nói rất có lý nhưng mà anh đảm bảo em có thể thăng chức nếu như lời anh nói đều là thật như vậy cho anh xem một chút cũng không xảy ra chuyện gì, dù sao phương án này cũng làm cô nhức đầu nhức óc rồi, thêm một tay giúp cũng là chuyện tốt. Chỉ là, người đàn ông này, tối nay cô chắc chắn phải có được. Lăng thiếu nghị không khó để nhìn thấu ý nghĩ trong lòng cô ta, mày kiếm anh Tuấn hạ xuống, mắt đen thâm thúy như đậm lầy không nhìn ra trong tim anh đang suy nghĩ điều gì. Yên tâm, tôi sẽ giúp cô hoàn thiện phương án này. Dung thi tinh hoang hô một tiếng, tranh thủ mở máy tính ra lần nữa, sau đó nũng nịu nói, anh chỉ có thể xem ở đây thôi. Lăng Thiếu Nghị gật đầu, sau đó bảo cô ta từ trên đùi mình xuống, trên người người phụ nữ này toàn mùi nước hoa làm anh choáng váng đầu óc, cùng là hai chị em, làm sao lại có sự khác nhau đến thế. Dung Thi Tình không cam tâm tình nguyện từ trên người anh nhảy xuống, nhưng sau đó lại đi vòng ra phía sau anh, nhẹ nhàng ôm chặt lấy cơ thể anh. Lăng Thiếu Nghị nhăn mày, anh quay đầu lại, ánh mắt lạnh lùng giống như lưỡi kiếm sắc bén vừa rút khỏi vỏ, làm dung thi tinh run rẩy một trận. Lấy được yên tĩnh một lát, lăng thiếu nghị nhanh chóng xem phương án, sự suy tư lan tràn thật sâu trong mắt, càng thêm khó hiểu. Cô thu thập được bao nhiêu tư liệu có liên quan đến đối thủ cạnh tranh, đưa cho tôi xem. Một lát sau, anh trầm giọng ra lệnh. Nghi ngờ trên mặt dung thi tinh chợt lóe lên, vừa mới trong nháy mắt, cô cơ hồ cho là mình nhìn thấy lãnh đạo cấp cao, cô ta cực kỳ không tình nguyện đem tư liệu mình thu thập được đưa cho Lăng Thiếu Nghị. Lăng Thiếu Nghị dở từng tờ một, chỉ là càng xem, nghi ngờ trong mắt càng sâu, công ty địa ốc thốt này giống như lời dung thi tinh nói, chỉ là một công ty nhỏ vừa mới xuất hiện trên thị trường thôi, nhưng như thế lại khiến Lăng Thiếu Nghị cảnh giác, theo lý mà nói. Tập đoàn tài phiệt lăng thì danh tiếng và tài lực trong thương giới đều đứng hàng thế giới, thốt không thể nào không biết một chút, nhưng tại sao còn có dũng khí đấu thầu? chẳng lẽ sau lưng có người nào hoặc thế lực nào thao túng? Nói cách khác, cũng chính là thốt chỉ là một cái vỏ bọc được đưa ra thị trường thôi. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, Lăng Thiếu Nghị càng thêm hiểu rõ, nghi ngờ của anh càng lúc càng nhiều, đối với chuyện bản thân nghi ngờ càng thêm kiên định, thốt tuyệt đối có vấn đề. Sau một lúc anh mới mở miệng, về công ty địa ốc thốt này, cấp trên của cô có phản ứng như thế nào? Dung Thi Tinh lười biến dựa người vào bên máy tính, không cho là đúng nói, nghe nói cũng từng nghi ngờ qua, cũng phản ánh với tầng trên rồi, nhưng nghe nói Hans cũng không coi nó là đối thủ cạnh tranh. Hans, Lăng Thiếu Nghị lặp lại một lần cái tên này, nhưng không có ấn tượng gì, hắn là ai? John Hi Hans, hắn là keo phía Đài Loan của Lăng Thị, nghe nói năm ngoái vừa mới nhận chức đấy. Dung Thi Tinh giải thích. Lúc cô ta vừa giải thích, Lăng Thiếu Nghị cũng đem tư liệu về John Hi Hans ra ra. Khó trách anh không nghe nói qua, thì ra là mới nhận chức không lâu, nhìn lý lịch của hắn thấy cực kỳ thần bí. A nghị. Dung thi tinh thấy anh xem đã lâu rồi, nhẹ nhàng đi về phía sau, cánh tay lần nữa giống như rắn cuốn lên cổ anh, phát ra hơi thở hấp dẫn nói. Anh muốn làm như thế nào để giúp người ta đây? Lăng thiếu nghị cũng lười hất cô nàng bạch tuột này ra, tất cả lực chú ý của anh đều để trên hạng mục. Phương án này của cô có rất nhiều sơ hở, tôi sẽ giúp cô bổ sung, chỉ là... Anh nhìn cô ta, giọng điệu ra lệnh nói, về sau tất cả động thái và tình huống nội bộ có liên quan đến hạng mục này cô đều phải nói cho tôi biết đầu tiên. Tại sao? Dung Thi Tinh không hiểu tại sao An Nghị lại chú ý đến hạng mục này nhiều như vậy. Lan Thiếu Nghị nhếch khóe môi lên, phát ra sức quyến rũ không gì so sánh được, anh không giải thích nguyên nhân gì với cô ta, chỉ hỏi ngược lại một câu. Chẳng lẽ cô không muốn tự mình tham gia hạng mục đấu thầu này? Sau khi nghe xong, Dung Thi Tinh không nhịn được thở một hơi, cô ta đứng thẳng người dậy, nhìn Lăng Thiếu Nghị một cách quái dị. Một lát sau, cô ta mở miệng hỏi. Tôi vừa mới vào công ty không bao lâu, làm gì có tư cách đi tham gia đấu thầu đây? Bộ dáng cô ta hiện vẽ, anh không cần nói giỡn. Lăng Thiếu Nghị không để bộ dáng ngạc nhiên của cô ta vào trong mắt, tự lưng vào ghế dựa, vô cùng kiên định nói. Chỉ cần cô làm theo lời tôi nói, tôi đảm bảo cô sẽ được vào tổ đấu thầu có thật không? Dung Thi Tinh vui mừng hỏi, sau đó vẻ mặt dần dần ảm đạm. A à Nghị, anh cũng không nên mạnh miệng nha, anh hiểu rất rõ Lăng Thị sao, tình huống công ty như thế nào anh cũng không biết, làm sao có thể khẳng định như vậy. Lăng Thiếu Nghị lười giải thích với cô ta, chỉ hời hợt nói một câu, có tin hay không là tùy cô, nhưng tôi nói cho cô biết, cơ hội chỉ có một lần. Dung Thi Tinh thấy vẻ mặt anh không có chút nào đùa giỡn, ngay sau đó cười duyên một tiếng, Khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy mị lực, chỉ thấy cô ta lắc lư từng bước đi đến trước mặt anh, sau đó không đợi anh đồng ý, lần nữa ngồi trên đùi anh, cánh tay cuốn quanh cổ anh, dịu dàng nói: "Tin, làm sao em lại không tin? A nghị, anh giúp em như thế, em còn nghĩ sẽ báo đáp anh thật tốt." Hô hấp của cô ta trở lên rối loạn, cánh tay càng thêm càng rỡ, chậm rãi thăm dò vào trong vạt áo của anh. Giúp lẫn nhau thôi. Lăng Thiếu Nghị một tay hất tay Dung Thi Tinh ra, lạnh nhạt nói, sau đó đứng lên. Dung Thi Tinh lảo đảo một cái, cô ta đưa tay muốn bắt được vật gì đó chống đỡ, lại túng được vạt áo Lăng Thiếu Nghị, Lăng Thiếu Nghị không ngờ sẽ như vậy, đứng vững một chút, sau đó hai người song song ngã xuống giường. Thân thể to lớn của anh đột nhiên đè lên Dung Thi Tinh, mà lúc khẽ động, áo ngủ vốn mỏng như cánh ve của cô ta càng thêm mở rộng, áo của Lăng Thiếu Nghị do bị cô ta kéo cơ bắp ngâm đen to lớn bại lộ dưới ánh đèn màu hồng ấm áp lãng mạn càng tăng sự hấp dẫn trong phút chốc cả căn phòng tràn đầy hương vị mập mờ thật xin lỗi lan thiếu nghị cau mày lại nói xin lỗi chỉ xuất phát từ lễ tiết mà âm thanh trầm thấp hấp dẫn của anh vang ở bên tai cô ta càng làm tăng thêm hương vị tư tình dung thi tinh hô hấp càng thêm dồn dập cười duyên một tiếng rên rỉ tay dần đần để lên đai lưng bên hông anh a nghĩ không cần cự tuyệt em được không? Cô ta mềm mại dịu dàng nói, không chút nào muốn anh rời đi. Một đôi con ngươi đen như mực của Lăng Thiếu Nghị sẽ qua vẻ không kiên nhẫn, hơn nữa là chán ghét, tôi không có thời gian cùng cô điên khùng. Nói xong, anh liền đứng lên, đối với người phía dưới xuân sắc vô biên làm như không thấy. Phản ứng của Lăng Thiếu Nghị hoàn toàn ngoài ý muốn của cô ta, cô ta không ngờ trên đời còn có người đàn ông ở thời khắc như vậy lại có thể bước ra, trong lòng tự nhiên càng không cam lòng, vì vậy khi anh vẫn chưa ra khỏi căn phòng, cô ta lập tức ôm lấy anh từ phía sau. A Nghị, không cần đi, vàng cầu anh, quay người lại xem xem, cho dù chỉ là một phút. Cô ta cố ý thả nhẹ âm thanh, mục đích để người nghe thấy được vẻ điềm đạm đáng yêu của mình mà thôi. Cô ta luôn tin tưởng vào vóc người của mình, cũng không tin anh thật sự là Liễu Hà Huệ. Lăng thiếu nghị nhếch mày kiếm lên, anh lạnh lùng quay đầu lại, bờ môi mỏng lạnh băng hé mở, cô Hà tất phải như vậy thấy anh quay đầu lại, trong mắt đen thâm thúy như đầm lầy của phái nam trong nháy nhắc liền đem cô ta hòa tan thật sâu, cô ta càng thêm muốn có người đàn ông này. Vì vậy, cô ta không cần chỉ bảo cái gì, chấp nhẹ hàng mi dài yên tĩnh, nâng chiếc cầm nhỏ bé lên, chủ động dán lên môi anh, môi hồng hé mở, dùng tình cảm mãnh liệt nồng nhiệt hôn lăng thiếu nghị. Lăng thiếu nghị nén lại tính tình, không đẩy cô ta ra, chỉ là vẻ mặt càng thêm nặng nề. Nhận thấy anh không cự tuyệt, trên gương mặt xinh đẹp của Dung Thi Tinh nở nụ cười đắc ý. Cô biết bất kỳ người đàn ông nào, cho dù lạnh lùng nghiêm nghị đi nữa, cũng không cự tuyệt được sắc đẹp đưa tới cửa. Không đợi Lăng Thiếu Nghị động thủ, cô ta liền dùng sức kéo đai váy ngủ khiêu gợi xuống, trong nháy mắt, váy ngủ đã rơi xuống dưới chân. Thân thể cô ta lạnh run, nhìn anh như muốn nói điều gì, nhìn khuôn mặt vô cùng đẹp trai này, đôi mắt cô ta càng trở lên mờ mịt. Tối nay, cô ta quyết tâm muốn quyến rũ anh thích không? Váy ngủ đã tụt đến dưới chân, dùng thi tinh leo lên lồng ngực lăng thiếu nghị. Khắp phòng tràn đầy hương vị đàn ông của anh, nhiệt độ nóng bỏng không ngừng xuyên thấu qua vải vóc truyền tới da thịt cô ta. Trên gương mặt trắng như tuyết của cô ta đã sớm không kìm hãm được, hiện lên hai luồng đỏ bừng. Thực sự rất đẹp. Lăng thiếu nghị ca ngợi đúng trọng tâm, nhưng mà trên mặt không có một tia tình dục nào. Đối với những thứ tốt đẹp, anh hoàn toàn không cần phải ngụy trang cái gì, Đối với cái tốt có thể thưởng thức, mặc dù dung mạo của cô ta không phải khuynh quốc khuynh thành, nhưng xác thực vóc người hoàng mỹ có tư cách hấp dẫn đàn ông, nhưng mà, vóc người hoàng mỹ hấp dẫn và nữ tính hơn cô ta, cũng không phải anh chưa từng xem qua. Thật không ngờ, anh sẽ bình tĩnh như vậy. Phản ứng của Lăng Thiếu Nghị làm cho Dung Thi Tinh cảm thấy thất bại vô cùng, lần đầu tiên cô ta gặp một người đàn ông sẽ thẳng nhiên thưởng thức thân thể của mình như thế, nhưng chỉ là đơn thuần thưởng thức, ánh mắt không chứa bất kỳ tạp chất nào. Tại sao có thể như vậy? Tối lắm, cô cho tôi xem, tôi đã xem rồi, nghỉ ngơi sớm một chút đi. Lăng thiếu nghị ung dung thông thả nói ra từng câu chữ tàn khốc, sau đó xoay người đi. Chậm đã. Dung thi tinh lập tức ngăn trước mặt anh, hoàn toàn không chút nào quan tâm mình đang lõa thể. A nghị, làm sao anh có thể như vậy, anh biết rõ em muốn không chỉ là lời tán thưởng của anh. Người đàn ông này, thật sự là liễu hạ huệ sao? đối mặt với dáng người hoàng kim của mình sao vẫn thờ ơ như thế? Vậy cô còn muốn nghe cái gì? Lăng thiếu nghị vẫn ung dung, cùng với kích động của cô ta tạo ra sự chênh lệch rõ ràng, con ngươi thâm trầm lạnh lùng nhìn cô ta. Chẳng lẽ người không mảnh vải che thân như em đây, cũng không chút nào hấp dẫn được anh sao? Dung thi tinh làm cơ bản thân tận lực dịu dàng, thậm chí ăn nói khép nét, thêm chút tư thái điềm đạm đáng yêu một đầu tóc quăng hấp dẫn có mấy lọn tóc rơi xuống trên bộ ngực lớn hai tay nắm không hết của cô ta, hấp dẫn không thôi. Đàn ông sẽ không ngu ngốc cự tuyệt con mồi đã đưa tới cửa, trừ phi người đó không phải là đàn ông, nhưng cô hoàn toàn có thể cảm nhận được, An Nghị sẽ là một người tình rất tốt. Nhớ đăng ký kênh F5 Truyện để giúp mình có thêm động lực nha. Dung Thi Tinh không tin anh có thể không nhìn tới mị lực của mình như thế. Lần đầu tiên, là lần đầu tiên cô ta nghĩ muốn cùng một người đàn ông không danh không phận xảy ra quan hệ, chỉ là tình một đêm cũng tốt. Lăng thiếu nghị cau mày lại, từ trên cao nhìn xuống dung thi tinh, lạnh lùng nói. Tôi lặp lại một lần nữa, tôi đối với cô, một tia hứng thú cũng không có, tránh ra. Nếu không phải cô ta là chị của Dung Thi Âm, anh đã không cư xử khách khí như vậy rồi. Tôi cũng không tin anh thật sự là Liễu Hà Huệ, con mắt đẹp của Dung Thi Tinh chật lóe, quyết định phải có bằng bất cứ giá nào. Chỉ thấy cô ta chủ động nhào vào trong ngực của anh, thân thể lúc này không có một tiên ngăn cách, nụ hoa duyên dáng dáng thật chặt vào cơ ngực ngâm đen to lớn của anh, từ từ chèn ép đến biến dạng, bày ra một hình dáng vô cùng hấp dẫn giữa hai người. A nghĩ, chẳng lẽ anh không muốn có nó một chút nào sao? Cô ta nói xong liền kéo bàn tay anh qua, ngay sau đó đặt lên phần đẩy đà của mình, cảm nhận nhiệt độ do bàn tay anh truyền đến. Lăng Thiếu Nghị vừa định đẩy cô ta ra, lúc này khóe mắt đột nhiên liếc thấy một bóng dáng. Anh đột nhiên cả kinh, lập tức nhìn về phía bóng dáng đó, mà Dung Thi Tinh càng thêm hoảng sợ, đồng thời cũng nhìn về hướng đó. Là Dung Thi Âm. Chỉ thấy cô mặc một bộ quần áo ngủ bảo thủ, bóng dáng kéo dài trên mặt đất, bộ tóc dài xõa ra, cô kinh ngạc nhìn một màn mập mờ trước mặt, hiển nhiên là bị dọa sợ đến ngay người. Nhất là khi cô thấy quần áo Lăng Thiếu Nghị xốc xếch bàn tay to vẫn đặt trên bộ ngực sữa của chị mình, mà chị mình còn có một tia mịt mờ, từ nét mặt thẹn thùng của chị, Dung Thi Âm có thể nhìn ra hai người đang sắp tiến hành trò chơi người lớn. Âm âm. Lăng Thiếu Nghị sâu sắc cảm giác không ổn, nội tâm càng thêm lo lắng, anh hất tay Dung Thi tinh ra, mấy bước đã đi tới trước mặt Dung Thi Âm, bàn tay cầm lấy hai bả vai của cô. Thật lâu sau, Dung Thi Âm mới tự trong khiếp sợ của mình đi ra. Cô ngẩng đầu nhìn con người lo lắng của Lăng Thiếu Nghị lại nhìn vẻ mặt lúng túng của chị cô không có cách nào biểu đạt sự không thể tưởng tượng nổi trong lòng lúc này chỉ lắc mạnh đầu sau đó thoát ra khỏi bàn tay lăng thiếu nghị che miệng chạy ra khỏi nhà âm âm lăng thiếu nghị thấy thế thất kinh bây giờ đã là nửa đêm cô chạy đi như vậy rất nguy hiểm mà dung thi tinh hình như cũng ý thức được quan hệ giữa bọn họ là như thế nào mặc dù tức không chịu được nhưng cũng mặc quần áo vào đã xảy ra chuyện gì các người Ba Dung bị đánh thức, khoác áo ngủ đi ra, nhìn Lăng Thiếu Nghị đang muốn đi ra ngoài kỳ quái hỏi. Ba, không có gì, ba đi ngủ đi. Dung Thi Tinh bị em gái làm cho tức chết, lập tức khuyên ba Dung quay lại phòng, tức giận ngồi trên sofa phòng khách, nhà đầu chết tiệt kia, không nghĩ tới bình thường đần độn, xuống tay với A Nghị cũng thật nhanh. Lăng Thiếu Nghị vẻ mặt lo lắng đuổi theo, lại phát hiện bóng dáng Dung Thi Âm đã sớm biến mất trong màn đêm, chẳng biết đã đi đâu âm âm thanh âm của anh tựa như muốn đâm thủng bầu trời ánh trăng lẳng lặng chiếu sáng các vùng đất dưới ánh đèn đường nhàn nhạt dung thi âm giống như du hồn không ngừng chạy chỉ thấy cô sơ ý một chút dưới chân lảo đảo một chút ngay sau đó ngã nhào trên mặt đất ô ô ô cô không lập tức đứng lên vô lực chống tay trên mặt đất từng dòng nước mắt chảy ra một màn kia lần nữa xuất hiện trong đầu cô giống như một cơn ác mộng Rốt cuộc cô cũng tỉnh táo lại, rốt cuộc cũng hiểu chuyện gì đã xảy ra. Cô quá mức khiếp sợ nên không để ý đến cái gì, chỉ muốn rời đi cái nơi làm mình hít thở không thông ấy. Cô từng ngụm từng ngụm hô hấp, mỗi một lần hô hấp, nước mắt lại rơi xuống một giọt, tựa như trân châu đức chỉ, ống ánh rơi xuống. Tại sao phải như vậy? Chị gái và An Nghị, hai bọn họ thế nhưng. Nghĩ tới đây, Dung Thi âm lại cảm thấy tim đau giống như bị dao đâm, cô ôm chặt ngực muốn giảm bớt đau đớn lại không biết phải làm gì thật tàn nhẫn tại sao nửa đêm mình lại muốn đi uống nước chứ tại sao nhìn thấy phòng chị gái vẫn còn sáng mà không tự chủ đi tới chứ tại sao lại nhìn thấy một màn kia hai người bọn họ đã sớm cùng một chỗ sao đã như vậy a nghị tại sao còn phải chạm vào mình đột nhiên dung thi âm nhớ tới lăng thiếu nghị đã từng nói qua một câu âm âm nếu như em phát hiện anh không hề tốt giống như em nghĩ thậm chí anh chính là một người cực kỳ độc ác, thì em có còn yêu anh không? Lúc ấy cô đã trả lời như thế nào, Dung Thi âm vẫn nhớ mồn một trước mắt. Chẳng lẽ đây chính là ý tứ A Nghị muốn biểu đạt sao? Anh và chị gái đã sớm tốt lắm, không phải sao? Nếu thật sự là như vậy, cô nên vui mừng chúc phúc cho hai người họ mới đúng, chỉ là tim của mình tại sao không cam lòng như vậy, cô không tin Lăng Thiếu Nghị là loại người chân đạp hai thuyền. A Nghị, tại sao, tại sao anh gạt em cô cắn chặt cánh môi lòng đau như nước ra như là bị lây nhiễm sự thương tâm của cô bầu trời ban đêm vốn sáng sủa lại đột nhiên nổi gió tự như đang phối hợp với tâm tình của cô chẳng bao lâu sau bầu trời đột nhiên lóe lên một tia chớp mưa hình như sẽ tới rất nhanh ngay sau đó những giọt nước mưa nhẹ nhàng rơi trên má cô hòa với nước mắt của cô cùng nhau chảy xuống dung thi âm không chút nào muốn tránh mưa cô giống như mất đi hồn phách mặc kệ cho mình ngồi dưới đất Gương mặt buồn bã, ngược lại cô muốn trận mưa này to hơn chút nữa, để cô có thể tỉnh táo lại. Rẹt. Lại một tia chớp xuất hiện, ngay sau đó, cả bầu trời giống như bị nổ tung, trời đột nhiên hiện ra. Mưa lớn hơn, mưa như trút nước, giọt nước theo khuôn mặt chảy xuống cổ cô, làm ướt váy cô, nhưng cô đang đắm chìm trong cái lạnh giá bên trong cơ thể, tuyệt không quan tâm đến trận mưa, chỉ là cặp mắt nhắm thật chặt, khiến cho nước mưa tùy ý rơi xuống cô tình nguyện coi đây như ảo giác cô không muốn đối mặt với thực tế bởi vì sau khi thấy một màn kia dung thi âm mới phát hiện mình yêu người đàn ông đó sâu đậm cô như trẻ con bị vứt bỏ ngẩn ngơ trong mưa nước mắt và nước mưa làm khuôn mặt cô ướt đẫm một lúc sau từ sau lưng cô truyền đến tiếng bước chân dồn dập âm âm giọng đàn ông nóng nảy và tràn ngập đau lòng dung thi âm như từ trong mộng thức dậy lấy lại tinh thần cô bỗng nhiên xoay người lại Tóc dài như lụa tung bay, những giọt nước trực rỡ theo đó cũng rơi xuống, dáng vẻ giống như tiên nữ trong sương mù hấp dẫn lòng người. Chỉ là đôi mắt đỏ hồng làm người ta yêu thương không dứt. Tim Lăng Thiếu Nghị đập nhanh, con mắt chăm chú khóa lấy con người đỏ hồng của cô, trong mắt đen thoáng qua vẻ đau lòng, ngay sau đó, anh ôm cô vào trong ngực, sau đó, bế cô lên. Buông tôi ra, Dung Thi Âm đạp chân, nắm tay dùng sức đánh trên lòng ngực to lớn của anh. Chạy đến chỗ trú mưa, Lăng thiếu nghị đặt cô xuống, thấy bàn tay cô đánh đến đỏ bừng, nhẹ nhàng cầm lấy, sau đó thương tiếc hôn lên. Âm âm, em chạy như vậy rất nguy hiểm, hơn nữa bây giờ còn có mưa, anh rất lo lắng cho em. Lời nói của anh tràn đầy tình cảm tha thiết chân thành. Tôi không cần anh quan tâm. Dung thi âm đau lòng hét lên, anh còn đuổi theo mình làm gì? Anh nên đi an ủi chị gái mới đúng. Một trận gió thổi qua, thân thể cô rung lẩy bẩy, không biết bởi vì thân lạnh hay tâm lạnh. Lan thiếu nghị không để ý cô dãy dụa, ông cô vào lòng, hai cánh tay giống như hai gọng kìm, anh muốn quan tâm, càng phải quan tâm. Giọng nói của anh vang lên bên tai cô, càng khiến cô thêm đau lòng. Dung thi âm nở một nụ cười khổ, cô ngước mắt nhìn anh, chăm chọc hỏi. Anh quan tâm tôi. Lấy thân phận gì đây? Bạn trai hay là anh rể? Đây là chăm chọc rất lớn, không phải sao? Gương mặt trước mắt thanh tú tuyệt mỹ, lông mày nhíu lại cũng đẹp đến thế, vẻ mặt đơn thuần vô tội trong đêm mưa càng lộ ra vẻ mỹ lệ. Sau khi lăng thiếu nghị nghe vậy, trái tim không còn tức giận như trước nữa, đưa tay lau gò má trơn bóng của cô. Âm âm, em hiểu nhầm rồi, anh không làm gì với chị em. Ha ha. Dung thi âm như nghe được chuyện cười, nở nụ cười lạnh, vậy tôi vừa nhìn thấy cái gì, chẳng lẽ anh muốn nói cho tôi biết vừa nãy là tôi nằm mơ sao? hay anh muốn nói chị tôi quyến rũ anh, còn anh thì vô tội. Anh, lăng thiếu nghị lời ra đến khóe miệng còn nuốt xuống. Anh làm sao có thể nói thật với cô, làm sao có thể để cô sinh ra ấn tượng xấu với chị mình? Anh và chị gái em thực sự không có gì. Vậy anh giải thích như thế nào về một màn tôi thấy được kia? Dung thi âm chịu đựng đau lòng chất vấn. Một màn kia mập mờ đến đâm bị thương mắt cô, làm sao có thể coi như không có việc gì được? lăng thiếu nghị thở dài một hơi nói âm âm điều em vừa nhìn thấy anh không có cách nào giải thích với em nhưng chuyện cũng không phải như em tưởng tượng đâu em nên tưởng anh không phải sao dung thi âm nghe xong trên mặt cười lạnh cô tuyệt vọng lắc đầu thật là buồn cười đến cực điểm anh ngay cả giải thích cũng lười mình còn cưỡng cầu cái gì nữa thôi anh không phải giải thích tôi cũng không muốn nghe buông tôi ra cô tỉnh táo lại sắc mặt trở lên tái nhợt anh sẽ không bỏ em ra, cùng anh về nhà đi. Lăng thiếu nghị cởi áo của mình ra chắn mưa cho cô, ngay sau đó liền bị dung thi âm đẩy ra. Tôi về nhà làm gì? Nhìn hai người giả dối sao, A Nghị, nếu như anh thật sự có ý với chị tôi, mời anh chuyên tâm một chút, không cần kéo tôi xuống nước, dung thi âm rời khỏi ngực anh, âm thanh lạnh như băng nói. Cho tới bây giờ, cô mới thực sự ý thức được, A Nghị chưa từng thừa nhận yêu cô, điều này làm cho cô thêm vô lực lăng thiếu nghị phiền não giơ tay vào tóc không nói hai lời bước nhanh đến kéo tay cô cùng anh trở về anh không có cách nào giải thích với cô chỉ có thể dùng cách này để bảo vệ cô buông tôi ra không được đụng vào tôi dung thi âm giống như động vật nhỏ bị kinh sợ đột nhiên rời khỏi tay anh sau đó chạy vào trong màn mưa bóng dáng mảnh khảnh trong màn mưa to càng làm đau lòng người âm âm lăng thiếu nghị sắc mặt cả kinh lập tức cũng vọt vào trong mưa đuổi theo cô lúc này dung thi âm chỉ muốn né tránh anh khi cô nhìn thấy anh sắp đuổi kịp liền điên cuồng chạy về phía một ngã rẽ âm âm theo tiếng hét của lăng thiếu nghị là một tiếng phanh xe khẩn cấp vang dội trong đêm mưa tất cả đã yên tĩnh trở lại chỉ còn tiếng mưa điên cuồng rơi xuống thân thể cao lớn của lăng thiếu nghị đột nhiên rung lên ngay sau đó kinh hãi đến sững sờ bởi vì anh nhìn thấy bóng dáng cách đó không xa đang từ từ ngã xuống âm âm giọng nói nóng nảy hoảng sợ của anh vang lên nhanh chóng chạy tới tài xế gây chuyện cũng bước từ trên xe xuống mờ mịt không biết làm sao trên mặt anh ta cũng hiện vẻ kinh hãi đã trễ thế này lại còn là đêm mưa nữa anh ta thật không nghĩ đến sẽ có một cô gái chạy tới khúc quanh đấy còn chạy đến đầu xe của mình nhưng mà anh ta đã kịp thời phanh xe rồi sao vẫn đụng vào người đây vị tiên sinh này tôi tôi thật sự không biết cô ấy sẽ chạy ra tôi tôi đã phanh xe rồi giọng nói của anh ta đứt quãng sợ đến mức không còn chút sức lực nào lan thiếu nghị đã không còn tinh lực để ý xem tài xế nói gì anh thở hổn hển ngồi xuống nhìn dung thi âm đang hôn mê vội vàng kiểm tra vết thương trên người cô hoàn hảo anh thở phào nhẹ nhõm không bị đụng thương cũng không chảy máu nhìn dáng vẻ chỉ là quá kinh sợ mà ngất đi thôi anh tới đây một lát sau lăng thiếu nghị đưa mắt nhìn tên tài xế đang run rẩy lạnh lùng quát tiên sinh tôi thực sự không cố ý chúng ta giải quyết riêng được không tôi có thể bồi thường tiền nhưng mà không thể ngồi tù được tôi còn có vợ con ở nhà tài xế gần như sắp khóc trả lời biệt thượng ngự uyển biết không lăng thiếu nghị lạnh giọng hỏi người tài xế này nói thật nhiều nếu như dung thi âm thực sự có chuyện anh nhất định sẽ đánh hắn đến không thể tự mình lo liệu cuộc sống rồi cái gì cái gì tài xế tưởng mình nghe nhầm hỏi lại anh biết sao biệt thự ngự uyển lập tức mang tôi tới lăng thiếu nghị lạnh lùng quát a a a tôi biết tôi biết chỗ đó tài xế sợ hãi vội vàng gật đầu lên tiếng nói đó là khu biệt thự cao cấp nhất ở đài loan chỉ người giàu có mới ở được anh ta chưa có thực sự đi qua nhưng cũng từng nghe nói qua. Đèn thủy tinh tỏa ra ánh sáng nhu hòa, ánh sáng lấp lánh nhẹ nhàng như trên mặt nước chiếu lên khuôn mặt động lòng người của cô gái trên giường. Trong phòng ngủ lắp đặt thiết bị sang trọng, dung thi âm vẽ mặt tái nhật nằm trên giường, cặp mắt bình thường chứa đầy ý cười nhẹ nhàng đang khép lại, đôi môi đỏ hồng cũng đóng chặt. Nơi này là một trong số những nơi nghỉ ngơi của Lăng Thiếu Nghị ở Đài Loan, lúc đó nhất thời hứng lên mua lại, cũng rất ít khi tới nơi này, bình thường chỉ để đám người làm quét dọn, kể từ khi xảy ra chuyện, anh chưa bao giờ đặt chân đến đây, không nghĩ tới hôm nay lại ông Dung Thi âm đến. Sau khi đuổi tên tài xế phát trung kia đi, Lăng Thiếu Nghị gọi bác sĩ tư nhân đến, lúc này, anh không thể mang Dung Thi âm hôn mê bất tỉnh về Dung Gia, nếu không bố mẹ cô sẽ bị dọa ngất, chẳng bằng anh gọi bác sĩ đến đây kiểm tra một chút. Lăng tiên sinh, vì tiểu thư này không có gì đáng ngại, trên người cũng không bị đụng thương, chỉ là quá kinh sợ. Còn nữa, cô ấy gặp gió lạnh, uống một chút nước gừng sẽ tốt hơn, thuận tiện tôi cũng kê cho cô ấy một vài liều thuốc. Sau khi bác sĩ thu lại ống nghe, nói với Lăng Thiếu Nghị. Lăng Thiếu Nghị lòng buông lỏng một chút, ngay sau đó nói với người làm vẫn đứng bên cạnh. Chị Kim, tiễn bác sĩ về đi, nhân tiện phân phó người làm nấu nước gừng. Chị Kim tiến lên nói với bác sĩ, bác sĩ, cảm ơn ngài, xin mời đi bên này. Sau khi bác sĩ đi, Lăng Thiếu Nghị ngồi bên giường, cầm bàn tay nhỏ bé của cô đặt lên môi trong mắt đều là thương tiếc vào lúc tiếng phanh xe vang lên kia anh cho rằng đã mất đi cô sự sợ hãi và tuyệt vọng bao trùm lấy anh khi đó anh mới thực sự ý thức được người con gái này đã dung nhập vào trong sinh mệnh anh anh không thể mất đi cô anh thích nhìn nụ cười sáng lạng của cô thích hương thơm tự nhiên nhàn nhạt trên người cô thích dáng vẻ cô nghiêm túc điều trị cho bệnh nhân đây tất cả đều là hình ảnh đang xuất hiện không ngừng trong đầu anh làm anh càng thêm đau lòng. Phải đau lòng bao nhiêu cô mới không nhìn thấy chiếc xe đó, cô ngốc này, anh phải làm sao để cô sẽ không bị thương đây. Lúc này, chị Kim gõ cửa đi vào, đưa một chén nước gừng cho Lăng Thiếu Nghị, vẻ mặt có chút khác thường. "Nhị thiếu gia, chị muốn nói lại thôi. Chuyện này cũng thật kỳ quái, mấy ngày trước nghe nói Lăng gia đã tìm được chiếc xe Nhị thiếu gia gặp tai nạn, đều đang điên cuồng tìm kiếm tin tức của anh, không nghĩ tới tối khuya hôm nay" nhị thiếu gia lại ông một cô gái hôn mê bất tỉnh đến đây, làm cho bà sợ hãi cho là nhìn thấy quỷ. Ánh mắt lăng thiếu nghị không rời khuôn mặt dung thi âm, chỉ nhàn nhạt hỏi, chị Kim, chị còn có việc. Chị Kim là người phụ trách quản lý nơi này, cũng chính là quản gia, là một phụ nữ trung niên, mọi người đều quen gọi là chị Kim rồi. Nghị thiếu gia, hai ngày trước, đại thiếu gia không ngừng gọi tới biệt thự, muốn hỏi thăm tin tức của ngài. Lăng thiếu nghị không chút nào ngạc nhiên, chỉ nói một câu bọn họ lúc nào thì tìm được xe nghe nói là hai ngày trước hiện tại đại thiếu gia đã phái rất nhiều người đi tìm ngài ngài xem có cần tôi thông báo cho đại thiếu gia chị kim lăng thiếu nghị cắt đứt lời của bà tôi chưa muốn liên lạc với lăng gia là bởi vì tôi còn muốn nghỉ ngơi thêm một chút tin tức tôi tới đây không muốn để anh trai biết tôi không muốn bị quấy rầy tôi biết rồi nhị thiếu gia chị kim vội vàng trả lời đồng thời có chút ngạc nhiên nhìn cô gái trên giường dáng dấp có vẻ rất dịu dàng chị kim ngày mai thay tôi liên lạc với ken toàn bộ giấy chứng nhận của tôi muốn làm một lần nữa để cho anh ta làm luật sư của tôi đặc biệt làm chuyện này đi lăng thiếu nghị ra lệnh vâng chị kim đi ra ngoài lăng thiếu nghị nhìn dung thi âm đang ngủ mê man thái độ từ từ chuyển sang phức tạp sau khi cô biết thân phận mình sẽ như thế nào đây có thể cho là mình đã lừa gạt cô không biệt thượng ngự uyển đúng như ý nghĩa của nó là một vườn hoa nghệ thuật kiến trúc theo kiểu nương rẫy độc đáo xem trọng điều kiện tự nhiên đơn giản bằng phẳng rộng rãi đồng thời cũng sáng sủa cấu trúc chặt chẽ và đường nét đẹp đẽ sắc thái và hình thể hòa hợp cũng biến hóa phong phú khiến cho kiến trúc được lộ mang phong cách vô cùng ưu nhã thiết kế khu vườn theo phong cách nương rẫy hoàn toàn hòa nhập với môi trường tự nhiên vốn có cửa sổ rộng rãi tường ngoài đơn giản không nhiều vật trang trí nhưng quan cảnh biến đổi phong phú lối kiến trúc mộc mạc theo kiểu bắc mỹ lộ ra hoang mỹ hài hòa giữa sang trọng và tự nhiên sáng sớm biệt thự ngự uyển được bao trùm trong không khí trong lành bởi vì nằm ở lưng chừng núi cây cối và thảm thực vật vây quanh đông ấm hạ mát nhất là thời tiết cuối thu lá đỏ lác đác rơi xuống thật là một quan cảnh đẹp đẽ dung thi âm bị tiếng chim hót líu ríu đánh thức thân thể mệt mỏi có chút đau xót nhưng phía dưới mềm nhũng làm cô có cảm giác thật thoải mái duỗi lưng một cái, sau đó cô nhìn xung quanh. Trong nháy mắt, cô đột nhiên từ trên giường ngồi dậy. Con ngươi trong veo như nước chật tràn đầy nghi ngờ và khiếp sợ. Nơi này? Là đâu? Đầu tiên, nơi này hiển nhiên là phòng ngủ, nhưng mà... Cô chưa bao giờ nhìn thấy phòng ngủ lớn như vậy, hơn nữa, từ các thiết bị có thể thấy được, chủ nhân ngôi nhà này rất xa hoa và giàu có, không cần để ý đến cách bố trí căn phòng cứng nhắc và lạnh lẽo, Dung Thi Âm cũng dám khẳng định đây là phòng của một người đàn ông, bởi khắp nơi tràn đầy hơi thở lạnh lẽo của nam giới. Cô mờ mịt vén chăn lên, chân nhỏ nhẹ nhàng dẫm trên thảm, trong nháy mắt lại cảm giác thấy dưới chân thoải mái mềm mại, cô cúi đầu nhìn. Trời ạ, à, thảm lông màu trắng tinh thật dày nhất định là rất quý đi, hơn nữa làm cho cô không đành lòng dẫm lên nữa, khó có thể tưởng tượng chủ nhân căn nhà này làm sao có thể dọn dẹp phòng đây, nếu đổi lại là cô sẽ không biết cách xử lý cái thảm này mình đang nằm mơ sao dung thi âm bấm vào cánh tay mình một cái ây đau quá cô không nhịn được kêu một tiếng không có nằm mơ nha nhưng nơi này là nơi nào thật kỳ quái cô không nhịn được đi tới cửa sổ sát đất khi cô nhìn ra ngoài cửa sổ thì hai mắt mở thật lớn trong vườn hoa bươm bướm đang bay lượn ánh mặt trời chiếu lên nhà thủy tinh trồng hoa hồ bơi xinh đẹp cây cổ thụ vùng nhiệt đới phòng tập thể thao đợi chút nơi này là nơi này hình như là biệt thự dung thi âm sững sờ kinh hãi loại phòng này cô chỉ từng thấy trên tivi không ngờ lúc này mình lại thực sự đứng ở đây này rốt cuộc là có chuyện gì xảy ra cái gì quần áo trên người mình lập tức cô cảm thấy hai chân mình có chút lạnh ngay sau đó cô thấy mình chỉ mặc một cái áo sơ mi nam mà thôi hiển nhiên chủ nhân cái áo này rất cao lớn bởi vì cái áo sơ mi này dài qua mông cô. Dung Thi âm dự người vào cửa sổ sát đất, không thể tưởng tượng được nhìn cảnh vật trước mắt, tình cảnh tối qua nhanh chóng xuất hiện trong đầu cô. Sau một hồi đau lòng, trí nhớ dừng lại ở chiếc xe kia trong màn mưa. Đúng rồi, cô nghe thấy một tiếng phanh xe khẩn cấp, sau đó cái gì cũng không biết, cái gì cũng không biết. Chẳng lẽ mình đã? Dung Thi âm che miệng, nhìn nơi đây sang trọng, hô hấp dần dần trở lên không đều. Mình đã chết rồi đúng không nơi đây là thiên đường sao mình chết lại còn được lên thiên đường còn chuyện gì đáng mừng hơn nữa nhưng mà cô không muốn chết đâu vào giờ phút này cái nơi xa hoa đẹp đẽ này trong mắt cô lại trở thành một địa phương thật đáng sợ cô điên cuồng cởi áo sơ mi ra nhìn thân thể mình trong gương trong gương dáng người xinh đẹp tuyệt mỹ của cô hiện ra da thịt như ngọc sáng bóng mê người xong rồi xong rồi cô thất thần ngã ngồi trên thảm trải sàn mình đến miệng vết thương cũng không có, nhất định là đã chết. Tại sao có thể như vậy? Cô còn chưa được gặp A Nghị một lần cuối. Mặc dù anh thật sự đã làm cô rất đau lòng, nhưng mà lúc này, cô vẫn còn nhớ đến A Nghị. Đang lúc Dung Thi Âm vẫn còn suy nghĩ lung tung, đột nhiên vang lên tiếng gõ cửa êm ái và lễ phép. Cô đột nhiên cả kinh, liền tranh thủ cài nút áo, ánh mắt sợ hãi nhìn tới cửa. Quỷ gõ cửa. Ông trời phù hộ ngàn vạn lần đừng đi vào nhà, Cô từ nhỏ đã nhát gan Mặc dù là y tá Nhưng mà đến lượt trực ban Chính mình vẫn sẽ lo lắng đề phòng Lúc này trong đầu cô đã lướt qua vô số chuyện ma rồi Nắm cửa nhẹ nhàng xoay Trong nháy mắt cửa phòng mở ra Dung thi âm vẫn không nhìn được mà hét lên một tiếng Sau đó lập tức chạy về phía giường Dùng chăn che kín đầu lại Thật là đáng sợ Không biết tên quỷ vừa tiến vào có hình dáng gì Mặc dù nơi này rất giống thiên đường nhưng ai biết địa ngục có phải cũng có hình dáng như vậy thì sao? Tiểu thư, tiểu thư. Một bàn tay phụ nữ vỗ nhẹ nhẹ trên mặt chăn là chị Kim, vẻ mặt bà vô cùng nghi hoặc nhìn cô gái nhỏ đang gói chính mình lại như cái bánh chưng, để bữa sáng sang một bên, nhẹ giọng gọi. Cảm ơn trời đất, rốt cuộc cô ấy cũng tỉnh lại rồi, nhị thiếu gia mà biết nhất định sẽ rất vui mừng, chỉ là cô bé này, làm sao lại có dáng vẻ rất sợ hãi thế kia, nếu như bà vừa mới nhìn không nhầm, cô ấy chính là chạy như bay đến trên giường sau đó trùng kín chăng tôi tôi không phải cái gì đó tiểu thư đi ra ngoài giọng nói dung thi âm nghe vào có vẻ rất trầu rĩ sợ hãi cực kỳ thân thể cô còn không ngừng run rẩy chị kim cũng cảm thấy cô đang run kinh ngạc nói trời ạ à, vì tiểu thư này cô đang run đấy có phải có chỗ nào không thoải mái không để tôi xem nào nói xong bà liền dùng sức kéo chăn ra À, Dung Thi âm thấy chăn bị lấy đi, lập tức che mắt lại lui vào góc giường, lớn tiếng kêu. Dung Thi âm kêu quỷ làm chị Kim suýt làm đổ bữa sáng, nhìn ánh mắt vô cùng lo lắng của cô, chị Kim trong phút chốc không biết phải làm sao, tay chân cũng trở lên luống cuốn. Vì tiểu thư này, cô, cô không phải sợ hãi đâu, cô làm sao thế? Bà, bà tránh ra. Dung Thi âm xuyên qua kẻ tay, cẩn thận từng ly từng tí nhìn về phía chị Kim. Cũng may, gương mặt của bà ấy cũng không đáng sợ như trong tưởng tượng của mình chẳng lẽ bây giờ dáng dấp của quỷ cũng được mô phỏng giống con người sao chị kim vừa thấy tình huống như thế cho là cô bị rối loạn thần kinh vì vậy vội vàng chạy ra ngoài cửa vừa chạy vừa hô to nhị thiếu gia nhị thiếu gia tiếng bước chân của chị kim trên hành lang xa dần nhị thiếu gia dung thi âm nhíu mày không hiểu nhị thiếu gia cái gì xưng hô thật truyền thống khẳng định mình đã chết rồi cô bị ai nghĩ đang lúc cô nhíu mày suy nghĩ thì cửa phòng bị một bàn tay to đẩy ra, ngay sau đó, một bóng dáng cao lớn đi về phía cô. Âm âm. Giọng nói trầm thấp và đầy từ tính của anh vang lên, dễ nghe như lời thì thầm của người yêu, chỉ là giọng nói này sao lại quen thuộc như vậy. Dung thi âm vừa tự hỏi vừa ngẩng đầu nhìn về phía người đàn ông, ngay sau đó hoảng sợ mà trừng lớn hai mắt. Anh, anh. Cô đưa tay chỉ vào anh, khuôn mặt vốn mất đi huyết sắc càng trở lên tái nhợt, gần như là trong suốt rồi. A Nghị cũng đã chết rồi sao? Làm sao anh lại xuất hiện ở nơi này? Nhìn Dung Thi âm hoang mang sợ hãi, mày kiếm đẹp mắt của Lăng Thiếu Nghị cũng nhíu lại một chỗ, anh cúi người, ngón tay đặt lên khuôn mặt tái nhật nhỏ nhắn của cô. Âm âm, em làm sao vậy? Đầu ngón tay ấm áp đặt lên khuôn mặt cô, làm cô càng rung lên, ngay sau đó, nước mắt của Dung Thi âm liền chảy xuống, lập tức, không nói hai lời, tiến lên ôm Lăng Thiếu Nghị a nghị thật xin lỗi là em hại anh giọng nói của cô nghẹn ngào từng giọt nước mắt lớn như trân châu chảy xuống đầu vai lăng thiếu nghị thấm ướt áo sơ mi của anh mặc dù anh rất ưa thích và hưởng thụ vẻ mềm mại của cô nhưng mà lần này không giải thích được cô làm sao làm anh càng khó hiểu bàn tay sau lưng cô vuốt khẽ ánh mắt đen thâm thúy dần dần lộ ra một mảnh thâm tình giọng nói của anh cũng trở lên êm ái giống như tương tiết dỗ dành con gái âm âm ngoan nói cho anh biết em làm sao vậy. Gặp ác mộng sao? Ngay sau đó anh khẩn trương sợ trán của cô, lập tức, ấn cái nút bên cạnh đầu giường. Chị Kim, nước gừng nấu xong chưa? Mang lên đây, giọng nói của anh mang theo vẻ uy nghiêm. Mà Dung Thi âm khó tin trận lớn hai mắt. Thế nào mà sau khi chết, thân phận của An Nghị cũng tăng rồi. Anh lúc này như một thiếu gia quý tộc vô cùng ưu nhã lan thiếu nghị hiển nhiên không biết cô gái này đến tột cùng là đang suy nghĩ cái gì trong đầu nhận thấy trán cô có chút nóng tưởng cô bị trúng gió sốt rồi nên nói nhảm âm âm em còn chưa nói cho anh biết em cảm thấy như thế nào anh đau lòng lau nhẹ nước mắt cô nước mắt này mặc dù chảy trên mặt của cô nhưng lại như rơi vào lòng anh đau đớn vô cùng vẻ mặt dung thi âm bi thương nhìn anh rốt cuộc cô đã tin tưởng vào một truyền thuyết thế hệ trước đều nói rằng có rất nhiều người sau khi mình chết cũng không biết mình đã chết rồi, còn tưởng rằng mình là người sống, xem ra A Nghị chính là người như vậy. A Nghị, em, em thật sự rất xin lỗi anh, nếu không phải em chạy ra ngoài, cũng không hại anh. Cô càng nói càng cảm thấy đau lòng, mặc dù lúc thấy một mạng kia cô thực sự rất tức giận, nhưng cũng không muốn anh chết, nghĩ đến đây, lòng cô lại đau quá. Không sai, là em hại anh. Lăng thiếu nghị mặc dù đau lòng nhìn nước mắt của cô, nhưng khi nhìn đến dáng vẻ đáng yêu của cô, lại cảm thấy rất buồn cười. Anh cũng cảm thấy như vậy thật sao? Dung thi âm cảm giác toàn thân mình trở lên vô lực, nhất là sau khi nghe thấy lăng thiếu nghị nói như vậy, cảm thấy mình nghiệp chướng nặng nề, anh đã biết mình đã chết rồi sao? Nghĩ tới đây, cô thậm chí có chút sợ, dù sao cũng là cô hại chết anh, anh chắc phải rất hận cô. Lăng thiếu nghị thấy cô trả lời kiểu ông nói gà bà nói việc, càng thêm buồn cười, cô bé này đang nói cái gì đấy. Đúng vậy, anh cũng cảm thấy thế, nếu như không có em, cũng sẽ không hại anh phải lo lắng hải hùng như thế. Anh lau đi nước mắt của cô, nhỏ giọng và thâm tình nói, "Dung Thi Âm vừa nghe, tâm liền lạnh, thì ra là anh còn chưa biết. A nghĩ, em không phải có ý này, ý của em là anh bây giờ, anh bây giờ đã." Cô vội vàng nửa quỳ nửa ngồi trên giường, muốn giải thích cho anh nghe ngay sau đó liền bị tiếng gõ cửa lễ phép cắt đứt vào đi lăng thiếu nghị ra lệnh chị kim lần nữa đi vào sắc mặt khẩn trương nhìn dung thi âm sau đó đem nước gừng đã chuẩn bị tốt tới trước mặt lăng thiếu nghị cung kính nói nhị thiếu gia đây là nước gừng của vị tiểu thư này để đây được rồi chị lui ra đi lăng thiếu nghị nhàn nhạt nói dạ nhị thiếu gia chị kim trước khi đi còn nhìn thoáng qua cô gái kỳ quái này sau đó mới lui ra ngoài. Lăng thiếu nghị bưng nước gừng lên, săn sóc thổi cho bớt nóng, sau đó nói với Dung Thi âm vẫn còn đang sững sờ. Âm âm, uống nước gừng đi, nếu không em sẽ bị cảm. Lời nói của Lăng thiếu nghị càng khiến Dung Thi âm không hiểu, cô hỏi lại, bị cảm, quỷ cũng bị cảm sao? Đúng vậy, hôm qua em bị dính mưa lâu như vậy, hơn nữa còn té xỉu trên đất, anh đã phân phó cho chị Kim làm một chút đồ ăn dinh dưỡng tẩm bổ cho cơ thể em rồi. Lăng thiếu nghị giải thích, nhưng mà nội tâm lại có chút không hiểu, không phải là lúc ngã xuống đầu đụng vào chỗ nào chứ? Hoàn toàn không nhớ chuyện ngày hôm qua rồi sao? Nếu như vậy cũng là một chuyện tốt, như vậy cô sẽ không tức giận nữa. Dung Thi Âm nghe vậy, nghi ngờ trong mắt càng thêm sâu. Ngay sau đó, cô giống như là nghĩ tới điều gì, duỗi bàn tay nhỏ bé ra, một lần nữa chạm tới thân thể Lăng thiếu nghị. Nếu mình nhớ không nhầm, thời điểm anh ôm mình, lòng ngực của anh rất ấm áp. Lăng thiếu nghị buồn cười nhìn cô giống như một tiểu sắc nữ đang sờ loạn lòng ngực mình, thậm chí vẫn chưa thỏa mãn mà còn cởi áo sơ mi trên người anh ra, bàn tay mềm mại trực tiếp đặt trên da thịt cường tráng của anh, một đường hướng xuống dưới giống như đang thăm dò bảo tàng vậy. Anh hít vào một hơi, trái tim cũng hoảng hốt một trận, cô bé này đang đùa với lửa sao? Chẳng lẽ cô không biết cứ sờ xuống dưới nữa cô sẽ rất nguy hiểm sao? Vẻ mặt dung thi âm tò mò chạm vào da thịt lăng thiếu nghị, không sai, da thịt này rất ấm áp, hơn nữa. Cô lại đụng đụng về phía trước, vào đầu cái viên nhỏ nhỏ dính trước ngực anh. Khi màn nhĩ nghe được tiếng tim đập rất vững vàng của anh, cô đột nhiên lui về phía sau, ngã xuống giường. Âm âm, em làm sao vậy? Lăng thiếu nghị thấy thế, liền để nước gừng sang một bên, thân thể cao lớn cúi xuống, cánh tay có lực ôm cô lên. Dung thi âm hô hấp ngày càng nhanh, cô kinh ngạc nhìn anh, thời gian trôi qua lâu như một thế kỷ, cô mới thì thầm nói thì ra anh không chết một câu nói lại khiến lăng thiếu nghị suýt nghẹn khí coi như tối qua cô thấy được một màn khiến cô đau lòng nhưng mà cũng không đến nỗi mong anh chết đi chứ cái gì gọi là thì ra anh không chết không sai anh không chỉ không chết còn sống rất khỏe mạnh ngược lại là em nếu không uống nước gừng và ăn cơm chắc chắn sẽ đi gặp thượng đế đấy lăng thiếu nghị buồn cười nói cái gì dung thi âm lập tức phản ứng lại nói như vậy em cũng chưa chết giọng nói của cô có chút hương phấn bàn tay nhỏ bé cũng túng lấy vạt áo anh lăng thiếu nghị nhết môi cười yếu ớt cho dù em muốn chết anh cũng không cho phép nụ cười nhạt lại có vẻ bá đạo anh kéo lấy bàn tay của cô đôi môi ấm áp nhẹ nhàng đặt lên cổ tay trắng nõn của cô hương vị tươi mát làm anh khó tự chủ vào giờ phút này Tư thế hai người vô cùng mập mờ, giống như người yêu thân mật, sau đó đồng thời ngã xuống giường. Lời nói của anh làm dung thi âm cảnh giác, cô một lần nữa nhìn hoàn cảnh xung quanh, nơi này mặc dù vô cùng xa hoa, nhưng cũng không phải thiên đường, mà ở nhân gian. Bột. Cô đẩy lăng thiếu nghị ra, ngồi dậy, đây là nơi nào? Lăng thiếu nghị dự nghiêng người trên giường, nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn của cô đang khẩn trương, trong con ngươi sẽ qua một tia ẩn nhẫn, anh vươn tay khẽ vuốt ve sợi tóc mềm mại của cô, nhẹ giọng nói. Đây là nhà anh. Cái gì? Dung thi âm đột nhiên xoay đầu nhìn lăng thiếu nghị, nhìn anh mạnh mẽ giống như giả thú, trong lúc nhất thời cô liền ngây ngẩn cả người. Nơi này là nhà của A Nghị. Làm sao có thể? Nhà của anh xa hoa như vậy, vừa nhìn đã biết là người có tiền, như vậy làm sao có thể làm công cho ba? Cô hoàn toàn mê mùi, không biết nên hỏi anh cái gì âm âm lan thiếu nghị nhẹ nhàng ông cô vào ngực vẻ mặt sững sờ của cô anh đều thu vào trong mắt tâm như mũi khoan hung ác ghim xuống trong nháy mắt đau đớn cơ hồ như muốn xuyên qua thân thể của anh khuôn mặt anh tuấn của anh khẽ đặt lên vai cô nghiêng mặt một chút có thể ngửi được hơi thở thơm mát của cô giờ phút này anh thật sự sợ sợ thân phận của anh sẽ dọa đến cô cũng sợ cô sẽ không tiếp nhận tất cả của anh loài sợ hãi này anh chưa từng trải qua cho dù đối mặt với kỳ hình, anh cũng chưa bao giờ khẩn trương và sợ hãi như vậy. Dung thi âm nhẹ nhàng run rẩy, cô không chết, nơi này là nhà của A Nghị, còn có một người ăn mặc như người làm gọi anh là Nhị Thiếu Gia. Hô hấp của cô ngày càng dồn dập, nhưng đầu óc lại dần bình tĩnh lại. Anh, đến tột cùng là ai? Giọng nói của cô trở lên lạnh lùng, nhìn thấy tất cả điều này, ai cũng sẽ có cảm giác bị lừa gạt. Không sai, Bây giờ ngay cả dung thi âm cũng có loại cảm giác này Thì ra, A Nghị không đơn giản giống như trong tưởng tượng của mình Âm âm, anh nhất thời không biết nên giải thích với em như thế nào Nhưng mà, cho tới bây giờ anh cũng chưa từng có ý nghĩ sẽ lừa gạt em Xin em hãy tin tưởng anh, về phần nhà của anh Chỉ là nhiều hơn nhà bình thường một chút tiền thôi Em không cần suy nghĩ nhiều Lăng thiếu nghị ông lấy cô Dùng sức lực của mình để an ủi khẩn trương và run rẩy của cô Vì không muốn hù đến cô anh chỉ có thể nhẹ nhàng hời hợt nói đến gia cảnh nhà mình thôi. Dung thi âm đẩy lăng thiếu nghị ra, anh muốn em phải tin tưởng anh như thế nào, anh hết lần này đến lần khác lừa gạt em, gương mặt cô hiện vẻ bi thương, bước xuống giường hét to. Có lẽ thân thể quá suy yếu, cũng có lẽ là cảm xúc bị kích động quá mức, cô chỉ cảm thấy chân truyền đến một trận đau nhất, ngay sau đó, cả người giống như búp bê ngã lên trên thảm. Hoàn hảo, cũng may là có tấm thảm mềm mại, nếu không cô nhất định bị sưng mặt sưng mũi âm âm lăng thiếu nghị thấy thế sắc mặt liền kinh hãi anh lập tức tiến lên bế cô dậy đau đau quá chân của dung thi âm bị chuột trút cô đau đến chảy cả mồ hôi lạnh ngồi xuống không nên cử động lăng thiếu nghị đau lòng đặt cô lên giường sau đó nhẹ nhàng nâng chân cô lên chân của cô đặt trong bàn tay to của anh càng thêm lung linh nhỏ nhắn da thịt trắng nõn trơn bóng dần chuyển sang màu hồng phấn rất là mê người nhẹ nhàng xoa bàn chân nhỏ của cô ngón cái cũng phối hợp với lực mát xa dần dần dung thi âm cảm thấy đau đớn đang từ từ biến mất theo bàn tay anh chăm chú nhìn người đàn ông trước mặt trong lòng dung thi âm nổi lên một tia rung động nhất là nhìn thấy bàn tay anh yêu thương bao bọc lấy bàn chân nhỏ của mình thì khuôn mặt thanh tú của cô đột nhiên đỏ lên a nghị không thể phủ định là một người đàn ông làm phụ nữ phải động lòng trên người anh có một loại khí thế tự như hạt đứng trong bầy gà trong tình huống anh chỉ là một người bình thường cô mới dám yêu anh, nhưng hôm nay, mặc dù cô không biết anh có thân phận gì, nhưng cũng có thể nhìn ra gia cảnh của anh rất hiển hách, cô làm sao có thể si tâm vọng tưởng đây? Chắc hẳn chị cô cũng như thế, từ nhỏ tới lớn, chị gái vẫn rất thương yêu cô, nếu như chị ấy nói yêu an nghị, cô nên làm sao bây giờ? Còn có an nghị và chị gái có phải thật sự là loại quan hệ kia không? Các loại khả năng không ngừng hiện lên trong đầu cô làm cô có cảm giác uể oải và bất lực. Tình yêu, thực sự cách mình rất xa, đúng không? Lăng thiếu quyết nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn của cô dần dần bình tĩnh lại, thương tiếc hỏi, còn đau không? Sự quan tâm của anh làm cô cảm thấy thật uất ức, hạ mắt xuống, lông mi thật dài che giấu bi thương trong mắt cô. Tốt hơn nhiều rồi, cảm ơn. Giọng nói quá mức lạnh nhạt làm lăng thiếu nghị nghe không thoải mái, anh nhíu mày, lại gần cô âm âm, không cần buồn bực nữa, được không? Anh với chị em thực sự không có bất kỳ chuyện gì. Thân thể dung thi âm khẽ rung lên, hôm nay, đáp án này còn quan trọng sao? Vấn đề này còn quan trọng sao? Một lúc lâu sau, cô mới ngẩng đầu lên, nhìn trọng mắt đen sâu như đầm lầy của anh, rầu rĩ nói. Em không muốn nhắc đến vấn đề này nữa, em, em muốn về nhà. Một cảm giác cô đơn như đi xuyên qua thân thể của cô, cô muốn chạy trốn nhận ra ý muốn của cô, khuôn mặt anh Tuấn của Lăng Thiếu Nghị trở lên khó coi, dù sao anh cũng là người của Lăng Gia, bá đạo và cường thế luôn chảy trong máu người Lăng Gia, vì vậy, anh làm sao có thể buông tha Dung Thi Âm, cho dù một ngày nào đó cô có thể sẽ hận anh. Em yếu như thế này, làm sao có thể về nhà, bệnh viện em làm, anh đã nhờ người khác làm thay em rồi. Nhà của em anh cũng phái người đến thông báo nói là em phải đi công tác bổ túc, cha mẹ em đều tin. Lăng thiếu nghị ông chặt Dung Thi âm, không cho cô chạy trốn. Sau khi nghe, Dung Thi âm đầu tiên là sững sờ, sau đó cười lạnh, ý của anh là, để tôi ở đây, cũng tức là nhà của anh. Không sai, mấy ngày nay, em phải cùng anh ở chung một chỗ. Anh bá đạo nói. Nếu như tôi cự tuyệt, Dung Thi âm bất mãn với giọng điệu của anh, hỏi. Anh làm sao có thể bá đạo khống chế hành động của mình như vậy? Cô yếu là do ai gây ra, chẳng lẽ đây chính là một loại thái độ phụ trách của anh sao? Không phải thương lượng với cô, mà chính là cưỡng chế và ra lệnh. Lan thiếu nghị nghe cô hỏi như vậy, đáy mắt hiện lên ý cười thản nhiên, cười như vậy, mặc dù ấm áp, lại có một loại khí phách không thể bỏ qua. Em có thể thử xem. Hai ba câu liền đem tác phong trước sau như một của anh hiện ra. Dung thi âm lần nữa giật mình, tại sao cô cứ có cảm giác hôm nay an nghị không bình thường, thiếu mất sự nhu hòa nhưng lại chứa quá nhiều khí phách bên trong. Đây là a nghị cô biết sao? Cô giật mình khiến Lăng Thiếu Nghị hài lòng, ý cười lan tràn đến khóe môi, âm âm ngoan ngoãn nghe lời, ở chỗ này dưỡng thân thể cho thật tốt. Trả lại quần áo cho tôi. Thân phận thiếu gia như vậy, cô làm sao có thể trèo cao? Câu nói tiếp theo của Lăng Thiếu Nghị hoàn toàn đánh tan hy vọng của cô. Quần áo em mặc đã hỏng rồi, cho nên đã ném đi, âm âm sau khi em ngoan ngoãn ăn cơm nước xong anh sẽ dẫn em đi chọn mấy bộ khác dung thi âm ngẩng đầu phẫn nộ nhìn anh quần áo có xấu cũng là của tôi tại sao anh lại vứt đi bởi vì anh là người đàn ông của em lan thiếu nghị chỉ bằng một câu đã xác minh quan hệ giữa cô và anh ngắn gọn và súc tích nhưng lại có cảm giác uy quyền khác thường dung thi âm run rẩy sau một lúc lâu cô chôn chặt đầu dưới gối tất cả đều rối loạn cô đơn thuần nên không biết giải quyết tình huống này như thế nào. Âm âm, không cần chơi đùa giống như tính khí bọn trẻ con vậy, nào, uống hết nó đi. Giọng nói lăng thiếu nghị êm ái, còn vô cùng nhẫn nại. Không uống, không uống, anh đi ra ngoài, tôi không muốn gặp anh nữa, đi ra ngoài. Dung thi âm lớn tiếng, hiện giờ cô cực kỳ mờ mịt, một mặt cô yêu an nghị, mặt khác lại bị thân phận và gia cảnh của anh giống như sương mù quấy nhiễu, lúc này cô lại không thể đi được nhưng cũng không muốn gặp anh âm âm anh nói một lần cuối cùng đứng lên uống hết nó giọng nói của lăng thiếu nghị vẫn không thay đổi nhưng khi lặp lại lời nói đã lộ ra một cổ nguy hiểm và cảnh cáo không tôi không uống đi ra ngoài lúc này dung thi âm đã không để ý được nhiều như vậy cô chỉ muốn yên tĩnh một chút nhưng không biết hành động này của cô sắp chọc đến lũ giận của anh trong mắt đen nhìn cô dần dần thay đổi con ngươi thâm thúy đã thay thế vẻ tỉnh táo trước sau như một, anh nhếch môi mỏng lên, ngón tay có vẻ không chút nào để ý dao động trên đường công cơ thể cô, tâm tư kín đáo gian xảo núp dưới con ngươi tịch mịch của anh. Âm âm, đứa trẻ không ngoan sẽ bị trừng phạt. Ngón tay mang theo sức đoạt lấy, từ phía sau cô dần dần đi xuống, mãi cho đến giữa hai chân cô, sau đó dừng lại ở đấy. Không. Toàn thân dung thi âm rung lên, trái tim đập mạnh và loạn nhịp sau chốc lát đã hoàn hồn lại, cô đột nhiên xoay người, nhìn vào đôi mắt hung ác trước mắt, cô mới ý thức được một nguy cơ đáng sợ đang tới gần. A à nghĩ, anh muốn làm gì? Dung thi âm cảm thấy có cái gì không đúng, cô luôn miệng hỏi, chỉ là ánh mắt của lăng thiếu nghị quá mức sắc bén, làm cô liên tục lùi ra xa anh. Lăng thiếu nghị không tiến lên, anh không nói hai lời, cầm cốc nước gừng lên, uống một hớp, sau đó duỗi cánh tay dài ra, kéo cô vào trong ngực mình đôi môi phái nam mang theo lực ép buộc phủ trên môi cô, sau đó một cái tay khác cầm chặt cầm của cô, dùng lực một cái, thừa dịp cô kêu đau, nước gừng cay cay liền chảy vào trong miệng cô. Ưm, ừ, khụ, khụ. Sau khi uống một hớp, dùng thi âm vì dãy dụa mà ho khang, nhưng cô còn chưa kịp thở dốc, ngay sau đó, môi của cô lại bị che lại, một cốc nước gừng đầy bị lăng thiếu nghị dùng phương thức cưỡng chế và mập mờ này đút toàn bộ cho cô. Anh, A Nghị, anh thật là quá đáng trên khuôn mặt nhỏ nhắn của dung thi âm vừa vội vàng vừa xấu hổ con mắt vốn sáng ngời lại lần nữa bị nước mắt bao phủ một tay cô để trên ngực trái tim gần như sắp nhảy ra rồi tại sao anh lại có thể dùng phương thức này đút nước gừng cho cô khi cô vẫn còn chưa tiếp thu được hết mọi chuyện anh định giống như kẻ xâm lược muốn đoạt lấy trái tim mình sao quá đáng trên gương mặt trầm ổn trước sau như một của lăng thiếu nghị nở nụ cười thản nhiên nhưng lời nói lại mang theo sự đe dọa nếu như em không nghe lời, anh không đảm bảo mình sẽ làm ra chuyện gì quá đáng hơn đâu Anh nhìn cô vẫn dịu dàng điềm đạm ngồi ở trên giường lớn của mình Mặc áo sơ mi của mình, bởi vì vóc người cô khác nhỏ nhắn Chỉ cao đến lòng ngực của mình cho nên áo sơ mi chỉ che hết được phần mông Một cặp đùi tuyết trắng, thon dài hiện ra trước mắt anh Trơn bóng như ngọc khiến đàn ông điên cuồng Mà cô lại hồn nhiên không biết Trong quá trình giải dụa, da thịt trắng nõn lại lộ ra một mảng lớn tóc dài có chút hỗn độn xõa trên đầu vai mắt đẹp đang chứa ánh lệ trong mắt lăng thiếu nghị là một loại mê hoặc đến trí mạng nghe anh đe dọa như vậy dung thi âm sợ hãi đến rơi nước mắt lá gan của cô vốn nhỏ lại thêm lăng thiếu nghị chưa bao giờ có vẻ mặt nghiêm túc như vậy trong lúc nhất thời càng thêm sợ hãi người này tuyệt đối không phải a nghị a nghị sẽ không giữ với mình như vậy anh ta chỉ có ngoại hình giống a nghị mà thôi hai tay dung thi âm ông thật chặt hai chân mình co rút trên giường đợi khi thấy bàn tay to của anh đặt trên mặt mình thì nhắm chặt mắt lại liều mạng dùng sức lắc đầu tôi muốn về nhà tôi muốn về nhà chỗ này làm cô rất không thoải mái không riêng gì nơi này người ở đây cũng làm cô không thoải mái ở lại chỗ này của anh không tốt sao không biết vì sao nhìn cô kinh sợ thế nhưng anh lại nghĩ đến vẻ mặt hoảng sợ của kỳ hình đáng chết mình thật sự đáng sợ như vậy sao giọng nói trầm thấp mị hoặc của anh rơi vào tai dung thi âm lại hoàn toàn thay đổi cô không biết tại sao hôm nay a nghị lại xa lạ như vậy giống như một người có quyền uy cao cao tại thượng nhưng lại làm cho cô không thể tiếp thu được không tôi không muốn ở chỗ này tôi muốn về nhà cô dùng sức lắc đầu muốn thoát khỏi cảm giác ấm áp mà lạ lẫm trên mặt âm âm nhìn anh đôi mắt lăng thiếu nghị lô ra vẻ bất mãn và buồn bã ngón tay nâng lên đẩy mặt cô xoay về hướng mình em không còn yêu anh sao? Sợ là có khả năng này, vì vậy mà ánh mắt anh càng trở lên lạnh lẽo, phụ nữ, cho dù đối xử với họ tốt hơn nữa cũng không làm lên chuyện gì sao. Khi anh không muốn yêu, cô lại lặng lẽ đi vào trái tim anh, khi anh không muốn chấp nhận bất cứ loại tình cảm nào, cô lại xinh đẹp tặng chính mình cho anh, một người phụ nữ như vậy, đã không thể xua ra khỏi lòng anh được nữa, anh làm sao có thể để cô chạy trốn đây. Nhưng mà, Dung Thi Âm không biết Lăng Thiếu Nghị nghĩ gì trong lòng, cô chỉ cảm thấy sợ hãi không yêu tôi không yêu anh không yêu chút nào cô cũng không chịu được loại áp lực này nữa chợt đẩy anh ra đứng dậy chạy ra khỏi cửa trong lòng cô chỉ có một suy nghĩ chạy đi thật xa thật xa nhất là sau khi nghe thấy anh nói câu kia cũng nhất là nhìn thấy con ngươi thâm trầm khác thường của anh trước mắt phải thoát khỏi người đàn ông kinh khủng này lời nói của cô làm lăng thiếu nghị toàn thân rung lên ngay sau đó bàn tay to của anh đè lên một cái nút khi dung thi âm cuối cùng đã chạy đến cửa muốn mở cửa lại nghe thấy tiếng khóa cửa cạch một tiếng a nghị cô sợ hãi quay đầu lại cũng phát hiện lăng thiếu nghị đang từng bước đi về phía mình anh đã khóa cửa anh anh muốn làm gì dung thi âm cảm thấy máu toàn thân đang chảy ngược cô quay đầu lần nữa dùng sức mở cửa ra sau đó điên cuồng đập cửa phòng thình 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 cô vừa đưa tay cầm nắm cửa vừa dùng sức đập cửa sau đó còn thỉnh thoảng quay đầu nhìn lăng thiếu nghị đang cách mình ngày càng gần không cô chưa kịp sợ hãi lại nhìn thấy vẻ mặt lăng thiếu nghị thâm trầm và xanh mét anh muốn giết mình sao quá đáng sợ tại sao lại như vậy người đàn ông này chính là một con sư tử nguy hiểm tại sao trước đây cô lại cho là anh ôn hòa như cừu non đây âm âm em càng ngày càng không nghe lời em cũng biết anh không thích nghe câu này. Lan thiếu nghị dựa vào gần cô, so sánh với vẻ mặt lo lắng của cô, ngược lại anh rất thông thả và ung dung. Sau đó, nhìn con ngươi không che giấu được vẻ bất mãn và hung ác của anh, dung thi âm mới biết lời nói vừa rồi làm anh rất tức giận. Lan thiếu nghị mạnh mẽ giống như hát báo, hoàn toàn kiềm chế cô dưới thân, đem thân thể cô tự lên trên tường lạnh băng. Âm âm, nói cho anh biết suy nghĩ thật của em, em vẫn yêu anh, phải không? giọng nói của anh thật dọa người, làm Dung Thi âm càng muốn chạy trốn. Không, không, tôi không yêu, cô lần nữa nhắm chặt mắt, sợ đến mức lời nói cũng rung lên. Thật đáng sợ. Ánh mắt An Nghị thật đáng sợ. Anh muốn em nói. Giọng nói lăng thiếu nghị đột nhiên cao lên, mang theo lửa giận chưa từng bộc phát trước mặt cô, gần như muốn rung sập cả biệt thự. Không. 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 Thân thể dung thi âm bị sợ đến sụ lơ, cô dùng sức che lỗ tai, không muốn nghe lời anh nói. Tính nhẫn nại của Lăng Thiếu Nghị hoàn toàn biến mất sạch sẽ, truyền thống trong máu người Lăng Gia là chiếm đoạt và chinh phục làm anh quyết định hành động bước tiếp theo. Anh ngược lại muốn nhìn thân thể em có nói dối giống như miệng của em không? Nói xong, anh duỗi cánh tay ra ôm lấy eo cô, sau đó đi về phía giường lớn. Thả tôi xuống, không. Dung thi âm cảm thấy mình cách mặt đất thật cao, đầu không nhịn được mà choáng váng, hơn nữa cách giường lớn càng gần cô càng hoảng sợ không bao lâu sau thân thể của cô liền bị lăng thiếu quyết đặt lên giường không dùng thi âm cảm thấy toàn thân lạnh lẽo cô liều mạng lui thẳng đến góc giường mặt tràn đầy vẻ khẩn cầu mặc dù nói cô đơn thuần không biết a nghị sẽ làm gì nhưng nhìn vẻ mặt anh rất giận dữ sẽ không có chuyên tốt lăng thiếu nghị tràn đầy lửa nóng làm sao có thể bởi vì một câu nói của cô mà từ bỏ môi mỏng nhếch lên đường cong lạnh lùng gương mặt tuấn mỹ bây giờ cũng chứa đầy dục vọng. Nhanh chóng kéo thân thể cô qua, lần nữa đè cô dưới thân. Âm âm, anh lại muốn nghe một chút âm thanh cơ thể em. Anh vô cùng dịu dàng, vô cùng quý trọng hôn lên cánh môi, hôn lên nước mắt cô, em phải trả giá thật lớn vì lời nói của mình. Cả thân thể dung thi âm đều rung lẩy bẩy, thân thể mềm mại bị anh bóp chặt, mà hơi thở như rượu ngon của anh bao trùm dày đặt lên người cô. A nghĩ, không, không nên thương tổn em. Cô khẩn cầu, nước mắt theo nụ hôn của anh mà trở lên nhiều hơn, dịu dàng của A Nghị đã đi đâu rồi. A Nghị trượt mắt làm cô thật sợ hãi. Âm âm, anh sẽ không làm tổn thương em, anh chỉ làm cho em yêu anh hơn. Lúc này Lăng Thiếu Nghị hoàn toàn bị lửa giận và lửa tình trong lòng thiêu đốt. Anh vừa nói, vừa thông thả cởi áo sơ mi của mình, sau đó tùy ý ném trên thảm. Không bao lâu, một vóc người hoàng mỹ lộ ra trước mắt cô. Lòng ngực màu lúa mì, cường tráng mà hấp dẫn. Cơ bắp xinh đẹp trên bụng tạo thành hình tam giác. Một đôi chân dài, bắp thịt trắng chắc, tràn đầy lực lượng, nhìn đã biết là người hay vận động. Nhìn xuống chút nữa, Dung Thi Âm đã không dám nhìn nữa rồi, thật sự mà nói, cô không biết nên bộc lộ kinh ngạc của mình như thế nào, cô chỉ có thể dõi theo anh, trong mắt tràn đầy đề phòng giống con vật nhỏ. A Nghị muốn làm gì? Cô liều mạng giữ lấy chiếc áo trên người mình, mặc dù áo sơ mi này có thể là của a nghị nhưng mà cô cũng tình nguyện giữ như vậy để cô có sức lực phản kháng âm âm hôm nay em làm anh rất tức giận thấy dáng vẻ đề phòng của cô anh cúi người vô cùng ưu nhã cầm lấy lọn tóc đen của cô hôn con ngươi không che giấu được lửa giận đang thiêu đốt hôm nay anh muốn cho em biết đàn ông chính là một loại động vật nguy hiểm buông tôi ra Dung Thi âm ý thức được hàm ý trong lời nói của A Nghị, nhất là khi cô nhìn thấy căn nguyên sinh mệnh to lớn của anh đã dựng thẳng, thì đỏ mặt đến không thể đỏ hơn nữa. Không, không cần. Cô liều mạng giãy dụa, ngày đó ở khách sạn, một màn đó lại hiện ra trước mắt cô, mình phóng đãng như vậy, cô không muốn đối mặt nữa. Buông bàn tay đang kiềm chế cầm cô ra, vung tay một cái, xoẹt một tiếng, áo trên người cô bị anh xé rách, ném đầy đất. Phản kháng của cô hoàn toàn hấp dẫn dục vọng muốn chinh phục của anh. Cô sớm đã là người phụ nữ của anh, tại sao còn phải cự tuyệt anh như vậy? À, anh, anh làm sao có thể như vậy? Dung thi âm không kịp chuẩn bị, đôi tay theo phản xạ che trước ngực của mình, cố gắng che giấu cảnh xuân bị lộ ra ngoài. Lăng thiếu nghị cuồng giả làm cô càng thêm sợ, cho dù là ngày hôm đó, anh cũng không đối xử với cô thô bạo như vậy. Cảm giác xa lạ này làm Dung thi âm rất sợ hãi, cô liều mạng đạp hai chân, kéo khăn che lại thân thể, một tay tóm lấy gối ông trên giường ném về phía lăng thiếu nghị, vô luận là ánh mắt hay thân thể to lớn của anh đều làm cô sợ. Nhưng gối ông dù sao cũng không phải là vũ khí, nó không ngăn cản được sự tiến công của giả thú. Lại đây. Ánh mắt lăng thiếu nghị trở lên khác thường làm người ta sợ hãi. Không. Sắc mặt dung thi âm trắng bệch, trong hốc mắt chứa đầy nước mắt đau đớn và bị vũ nhục, thân thể mảnh khảnh xích lõa không ngừng lui về phía sau. Đây là lần đầu tiên cô phản kháng anh. Đây cũng là lần đầu tiên cô cảm thấy An Nghị xa lạ như vậy. Lăng Thiếu Nghị hoàn toàn bị dáng vẻ phản kháng của cô chọc giận. Anh không vui nhíu mày lại, sải bước đến gần cô. Một phen kéo thân thể cô qua, đặt cô lên trên giường, ép hỏi cô, em dám phản kháng anh. Vậy em có biết phản kháng anh sẽ có hậu quả gì không? Dung thi âm giống như búp bê bị vỡ vụn, ánh mắt hoảng sợ nhìn anh, đôi môi như cánh ve run rẩy trong mắt đen của anh tràn đầy tức giận, vẻ kinh hãi và xa lạ trong mắt cô làm cho một chút nhẫn nại còn sót lại trong mắt anh tuyên bố biến mất, ngón tay thon dài ác ý vuốt ve nụ hồng trước ngực cô, hài lòng nhìn thân thể cô khẽ run. Vào giờ phút này, Dung Thi âm tự như một loại mỹ thực không gì có thể so sánh được, anh chợt cúi đầu, chiếm đoạt cái miệng nhỏ nhắn của cô, đồng thời cũng nuốt vào tất cả ngôn ngữ và hoảng sợ của cô. Nhanh chóng dũng mãnh, cùng giả, khí phách mười phần, hơi thở nam tính của anh tùy ý chiếm đoạt cả người dung thi âm đến không còn chút nào một đường sống lui về phía sau cũng không có dung thi âm hốt hoảng vương bàn tay nhỏ bé ra muốn đẩy anh nhưng đều bất đắc dĩ vì sức lực của cô quá yếu cô dãy dùa hết sức đối với anh mà nói hoàn toàn có thể xem nhẹ chút sức lực này dần dần môi kề môi không thể khiến anh thỏa mãn nữa anh muốn nghe âm thanh cô hoàn toàn thuần phục anh muốn cô hiểu rằng cô kháng cự không lại anh anh phải có cô, mà cô cũng phải thuộc về anh, đây, chính là điều duy nhất bọn họ có thể. Từ trong mãnh liệt của anh, Dung Thi âm không khó có thể cảm nhận được quyết tâm của anh, cô càng sợ hơn, thân thể liều mạng dãy dùa, muốn thoát khỏi người đàn ông đáng sợ này. Nhưng như vậy, ngược lại lại khơi dậy toàn bộ dục vọng muốn điên cuồng chinh phục và ngọn lửa rừng rực trong cơ thể lăng thiếu nghị. Chỉ thấy ánh mắt anh trầm xuống, duỗi tay ra, ông chặt lấy cô, để cô có thể cảm nhận hạ thân anh đang kích động không cần, không cần. Dung Thi âm sợ hãi, cô biết dưới tình huống như thế, anh sẽ thương tổn tới mình. A Nghị, anh đừng như vậy, đây chính là hành vi cường bạo. Cô mở to mắt, không dám nhìn bắp thịt săn chắc trên ngực anh, hoảng sợ kêu to, hy vọng có thể thức tỉnh lý trí của anh. Lăng thiếu nghị nghe xong, thông thả ung dung kéo cà vạt, buộc chặt hai tay cô lên đỉnh đầu, ngẩng khuôn mặt anh tuấn lên, nói một câu tàn khốc. Không bao lâu nữa, em sẽ cho rằng đây là một loại hưởng thụ. Nói xong, bàn tay anh vuốt dọc theo cặp đùi trắng nõn của cô, dần dần hướng tới u cốc thần bí. Không. Dung thi âm cảm thấy toàn thân rung lên, cô yếu ớt kêu. Vậy mà, ngón tay thô dài của anh đã không chút nào thương tiếc, thần tốc tiến công xuyên qua cơ thể của cô. Thân thể em nói cho anh biết, em còn yêu anh. Theo động tác của anh, Lăng Thiếu Nghị cũng đồng thời cúi người, vùi đầu vào vùng tuyết trắng đẩy đà của cô. Mặc dù cô không được tính là rất đẩy đà, nhưng lại nõn nà phúng phính mềm mại, không lớn không nhỏ vừa vặn với bàn tay anh. Bầu ngực trơn mềm không trắng giống nhau, trên cao còn có đỉnh hồng, màu hồng phấn chấn nở rộ như hai đóa hồng mai trên đỉnh núi tuyết, cực đẹp, cực động lòng người, làm cho anh không nhịn được muốn ác ý trêu đùa. Trên một bầu ngực sữa trắng như bạch ngọc của cô, anh dùng sức thỏa thích mút, in lại trên đó những ấn ký nóng bỏng rồi sau đó lại đến một bầu ngực khác. Cho đến khi nơi đẩy đà của cô đã dựng lên, hiện đầy những vết hôn của anh, giống như những đóa hồng mai nở rộ trên mặt tuyết, kiêu ngạo nở rộ, đẹp không sao tả xiết. Lan thiếu nghị hài lòng cười, để lộ núm đồng tiền, một ngụm cắn lên đỉnh hồng mai của cô, càng rỡ cắn mút. Một trận đau đớn cùng với tê dại trong nháy mắt truyền đi khắp thân thể cô. Không. Lý trí còn lại của Dung Thi Âm nói cho cô biết, cô nên liều mạng dãy dùa. Nhưng mà, không biết tại sao, cô không có cách nào khống chế thân thể của mình, chỉ có thể yếu ớt nỉ non, đau. Bộ dáng dung thi âm điềm dạm đáng yêu làm lăng thiếu nghị cưng chiều và thương tiếc, anh ngẩng đầu lên, con mắt luôn lạnh như nước mùa thu lại tràn đầy nhu hòa và lo lắng, giọng nói trầm thấp chứa đầy thương tiếc thì thầm. Âm âm, ngón tay tà ác ở trong cơ thể cô chầm chậm hoạt động, cảm nhận đầy đủ vẻ khích khao của cô hành động của anh càng làm dung thi âm sợ hãi thở gấp, nhất là cảm nhận được nơi đó hơi trướng đau. Đừng, A Nghị, cầu xin anh. Thân thể dung thi âm rung lên, khuôn mặt tràn đầy vẻ khẩn cầu. Âm âm, cô gái ngoan, không nên cử động, lát nữa, em sẽ phải xin anh muốn em đấy. Ngón tay dài của lăng thiếu nghị hơi gấp, tinh tế tìm nơi mẫn cảm của cô. Con người sau thẳm không chớp mắt chăm chú nhìn vào mỗi biểu tình biến hóa của cô. Rốt cuộc, không cô không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh đôi mắt đẹp trừng lớn cô thét chói tai không cần nơi này không cần nhưng mà lăng thiếu nghị không có ý dừng lại ngón tay anh lại bắt đầu một trận tàn sát bừa bãi mới ác ý nhằm vào điểm mẫn cảm của cô tinh tế tra tấn cô không dung thi âm liều mạng vặn vẹo thân thể nhưng không có cách nào kháng cự khoái cảm trí mạng này đơn thuần như cô làm sao có thể chống lại lăng thiếu nghị trêu chọc hơn nửa lần trước cô trúng mị dực hoàn toàn không biết sẽ có cảm giác rung động lòng người như vậy dung thi âm cảm thấy thần trí càng lúc càng xa toàn thân càng lúc càng nóng bỏng hình như muốn hòa tan ngọn lửa mà anh cố ý khơi lên khuôn mặt cô ửng hồng ánh mắt dần mờ mịt vùng tuyết trắng cũng trùng lên một màu hồng đẹp đẽ loại cảm giác hoàn toàn xa là lại vui thích đến kỳ quái này gần như muốn làm cô phát điên khi anh lần nữa ác ý tăng nhanh động tác ngón tay rốt cuộc cô cũng bị buộc đến điểm giới hạn. Ưng, ừ, không. Tiếng trên rỉ đứt quảng, không ngừng theo cánh môi mềm mại của cô thoát ra. Hết quyển 14, chương 300, cảm ơn các bạn đã lắng nghe, nhớ đăng ký kênh để ủng hộ mình nha.